ngoài lỡ ly tàng, đau buồn anh trách em chăng? Anh nói đâu phải tại từ từ rồi bây giờ em buông cái nạng bên trái ra nè. Dạ. Bình tĩnh một chút đi em. Được rồi. Rồi bây giờ em buông cái nạng bên phải ra nè. Lại ngồi nghỉ lấy sức đi em. Cứ chậm rãi từ từ bước ngắn. Em đừng có sợ. Dạ. Cố gắng lên em. Cố gắng lên. Coi như là thành công rồi đó. Việc luyện tập á, không phải một ngày một tháng, mà phải là một năm hai năm. Miễn sao mình có ý chí và sự kiên nhẫn thôi. Ý chí và sự kiên nhẫn á, thì em có thừa, nhưng mà em vẫn sợ. Em đừng có sợ, em hãy tự tin lên. Sự tự tin thường mang đến cho đời sống con người nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc. Ừ. Có thật vậy không anh? Thật chứ. Anh có bỏ rơi em không? Trời ơi, không bao giờ. Anh xin thề trên danh dự của một con người đúng đắn và trong sạch, anh không hề dối gạt em. Anh đang lo thủ tục để xin về nước vĩnh viễn. Anh sẽ về nước, anh sẽ về Việt Nam vĩnh viễn. Ừ, để được sống suốt đời ở bên em. Sống suốt đời bên em. Anh Minh. Em. Trời ơi, em có được quyền hưởng hạnh phúc đó không? Anh nên nhớ, em chỉ là một cô gái tật nguyền, khốn khổ. Sương à, em đừng có nói như vậy. Em được quyền hưởng hơn bất cứ một người nào khác. Cuộc đời em đã chịu quá nhiều bất hạnh, thì giờ đây em phải được bù đắp lại những gì thiệt thòi mất mát mà suốt mười mấy năm qua sống âm thầm trong nỗi đớn đau. Em càng cảm thấy thương hơn. Anh cố gắng lo chạy chữa chu toàn cho em chống mặn lạnh. Em sinh ra đời phải chịu bất hạnh từ trong tuổi ấu thơ. Đến khi em vừa lên 8 tuổi thì bị bệnh sốt tê liệt,
má em phải bán nhà ở dưới Mỹ Tho để lên trên này lo chạy chữa cho em. Lúc đó anh cũng vừa 12 tuổi, ba má anh cũng đưa anh ra nước ngoài. Nhưng mà rất là may mắn anh còn sống sót. Và may mắn hơn nữa là về nước lần này anh được gặp em. Anh nên nói rõ lại, mai hay rủi. Anh nói thật mà, anh xin thề á. Thôi, đừng có thề thốt nữa. Em tin anh rồi mà. Anh Minh. Sương. Sương à, sau khi anh lấy xong bằng kỹ sư, anh xin về nước làm việc. Chỉ có sống ở đây mình mới cảm nhận được tình thương và đùm bọc lẫn nhau. Chứ còn sống nơi đất khách á, con người ta đã bị tước đoạt đi phần nào tình cảm gắn bó với gia đình, với xã hội. Chung quanh mình á, người ta bù đầu với cuộc sống. Và chính mình cũng phải lo quần quật suốt ngày để kiếm miếng ăn. Điều đó đôi khi con người ta biến thành bộ máy robot lúc nào mà cũng không biết nữa. Sáu bảy bốn năm hai. Ê khoai, sáu bảy bốn hai năm. Đúng độc đắc rồi. Trời ơi, mùa xuân này về trở ra quê hương. Đúng độc đắc rồi, của hoa đời ta lên hương. Ủa, tụi bay có mặt đây lúc nào ạ? Tại sao tụi bay dám rình rạch tao? Dạ đâu có, tụi con có mặt ở đây trước khi bác bước chân vào đây mà. Tụi bay có nghe gì không? À, dạ nghe rất rõ. Nghe gì? À, dưỡng trúc độc đắc. Ê, trời ơi con, ai nói à? Thằng nào nói? Con nào mà cái miệng mồm chèo léo quá trời quá đất vậy? Sao không cho đăng báo quảng cáo truyền hình luôn thể? Thì Dưỡng mới vừa nói đó, chứ có ai đâu. Tao nói hả? Dạ. Có không? Có. Trời đất, ông nội ơi, sao 50-60 tuổi đầu mà vẫn còn ngu quá trời vậy kìa. Nhưng mà hình như Dưỡng trúng độc chứ không phải là trúng độc đắc. Dạ, cái gì vậy? Trúng độc hả? Dạ, hồi nãy con nghe Dưỡng đọc vé số của Dưỡng là 67452, còn vé giò là 67425. Giỡn hoài. Tao mà trúng á, mày đừng hòng ngoi tao một cắt nha mày. Nè, coi nè. Về trọ 67452. Hả? Vé giò nè 67425. Ôi trời ơi. Đó. Trời đất ơi. Bà mẹ đó. Trời đất ơi, sao kỳ vậy trời. Sao mới đây mà tráo tờ vé số của tôi rồi trời. Từ nãy giờ vé số bác cầm trên tay thì làm sao ai tráo được. Trời ơi là trời, trúng ngay chốc mà còn lộn qua lộn lại. Lộn chi mà ruột gan tôi nó rộn tùng tèo quá trời. Trời ơi, ông thần tài ơi là ông thần tài. Sao ông tới nhà tôi ông gõ cửa mà ông đứng đó ông dòm tôi không? Ông biết chịu bước vô. Ông mà bước vô một cái là tôi cho ông uống bia lon mệt xỉu rồi đó. Trời ơi. Con thấy thần tài không có xỉu, mà hình như Dưỡng muốn xỉu rồi đó. Chứ còn gì nữa. Ăn cha thần tài thì cha cà chớn. Ông biết điều nữa. Chả chỉ lo nịnh cái bọn nhà giàu không à. Còn mấy thằng nhà nghèo như tao, cha bỏ cho học máu ráng chịu luôn rồi đó. Sương ơi, à. Hơi sức nào đâu mà Dưỡng cằn nhằn. Sương ơi, dạ? Đã đến giờ chạy điện rồi đó em. Để anh đưa em đi nha. À, cậu. Cậu đưa giùm nó đi. Thật tình có cậu lo cho nó tôi mừng lắm. Vậy mà lần đầu tiên tôi mới gặp cậu, tôi tưởng cậu toan tính hại nó chứ. Chút xíu nữa là tôi đục cậu rồi. Bữa đó mà Dưỡng nhào vô đục ảnh hả? Không chừng giờ này Dưỡng... Sao? Dám nằm trong bệnh viện lắm ạ. Sao vậy mày? Vì anh đã từng là võ sĩ quyền anh hạng mũi á. Trời, quyền anh mà còn hạng mũi nữa. Rồi mũi gì á, con cũng nhớ nữa. Không, chưa chi mày đã binh nó đâu, phải không? Bây giờ nếu mà tao có đánh nó, mày dám cầm nạn đập lại tao lắm à. Dạ, không dám đâu. Dạ, thưa bác con đi. Ờ. Đi em. Trưa gì ăn cơm nha. Đi nghe Dượng. Ừ.
Thiệt là tình. 52, 25 trèo qua tráo lại làm chi cho hại cuộc đời mất 25 triệu. Ôi mà cũng không được trúng an ủi. Trời ơi không có cắt nào nó mới chết chứ. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Trời. Gì vậy ông? Hả? Trời. Gì nữa đây mày á? Ủa? Cô Huệ, cô ở đâu đây? Hỏi một câu nghe không có chút xíu tình nghĩa nào hết trơn á. Thì đi thăm anh chứ đi đâu bây giờ? Có ai bệnh hoạn gì đâu mà đi thăm. Vậy chứ sao hồi chồng em mới chết anh cứ đến thăm em hoài vậy? Ờ thì lúc đó thấy hoàn cảnh cô đáng thương thì tôi muốn an ủi cô thôi mà. Chứ không phải muốn về em. Tại vì lúc đó em còn để tang cho nên em phải thủ tiết thờ chồng. Đến chừng vừa mãn khó thì anh cũng vừa hát bạn tôi đưa em sơn sơn. Bạn xe trâu hay xe bò? Chà, ban hợp ca hai cùng với nhũi ha. Ủa, mày về nào mày Hải? Hơn nửa tháng rồi. Mãn nghĩa vụ quân sự hả mày? Dạ. Ờ, chú ba còn làm nghề thợ bạc không? Y nghề cũ. Còn mày, mày làm cái gì? Nghề thượng đội hạ đạp. Chà, cái nghề này ngon rồi nha. Thì dễ ăn á mày. À, dễ ăn nhưng mà khó nuốt lắm. Ủa, con sao dễ ăn mà khó nuốt mày? Dạ tại vì nó có ngạnh, nó nuốt ẩu tả, cái nó móc loài của ngọc thì mụ nội nó cũng lìa luôn á. Chú ba có biết làm sao không? Muốn đạp mấy thằng hạ thì khó lắm. Bởi vì mấy thằng hạ luôn luôn liều mạng. Đạp lạng quạng nó bắt dò đồng nghiệp một cái là tiêu luôn á. Ờ, đúng á. Còn muốn đội mấy ông thượng á cũng không phải dễ. Mấy ông ăn toàn là bơ, sữa, hột gà không à. Cho nên ông nào cũng 70-80 kg trở lên. Đội mà sơ sẩy cúp cần cổ một cái là kể như cuộc đời mình đi đứt luôn. Cơ quan mày làm chỗ nào hả? Quanh quẩn thành phố nè. Ờ thành phố hả? Ờ biết rồi. À, nhưng cơ quan chính thức đặt ở đâu hả? Không có đâu hết á. Lông nhông ngoài đường á. Ủa gì kỳ vậy? Kỳ gì nó chạy xe dân biểu. Trời. Chạy xe xích lô mà gọi là nghề thượng đội hạ đạp. Thôi đó cơ. Thì từ sáng sớm cho tới chiều tối trên đầu chỉ có đội nón không à, dưới cẳng thì đạp lia lịa, không phải thượng đội hạ đạp chứ còn làm gì nữa. Cái thằng này nó chơi chữ hết nói nổi rồi. Ủa mẹ đâu rồi? Còn mẹ nào? Vợ tôi hả? Chứ không lẽ bà nội tôi? Ở đâu? Ờ, thì bà đi chợ rồi. Giái trời cho xe cá cho mẹ chết mẹ ra cho rồi đi. Trời đất ơi. Sao khi không cô trù ẻo vợ tôi chết như vậy? Chú ba biết sao không? Tại vì chỉ muốn nhào vô để kim chúc giao cho mình. Chồng chết đã mấy năm nên chỉ cũng thấy lạnh lùng. Tối nằm ngủ chỉ rên giống mấy tay ghiền áo phiền. Cứ giật mình, giật mẩy suốt đêm mà. Mày nói gì đâu mà chê tao quá tệ. Mày đừng quên dù sao tao cũng là chị. Lo lắng cho mày còn hơn bản thân tao. Nó ơi giận chơi hơi đâu mà phiền giận. Tính tình nó với cô như không hợp. Tại nó ưa nói ngang để chọc cho mình tức. Chừng có bữa tao đụng mày đừng có trách tao nha. Ai nói gì đâu, tự nhiên chị nói không à. Chị muốn chồng mà còn làm bộ ngây thơ. Thời buổi này đấy đàn ông thiếu cha gì. Cứ chốt đại một thằng về hủ hỉ xóm hôm. Chứ bộ ông tưởng tôi dễ sơi lắm hả? Xin lỗi anh à, con Huệ giữa cá nè. Ê, mà chút xíu nữa quên, em có đem theo một vật để tặng anh. Tặng cái gì? Dạ mấy con cá lóc chết. Trời đất. Người ta thì cho cá sống để mà nấu canh chua hoặc là nướng chui cũng được. Cá lóc chết thì cho làm gì? Bởi vì bản mặt anh ngu dễ sợ. Cá lóc chết anh xẻ ra anh muối anh ướp rồi phơi khô bán còn mắc hơn cá sống nữa. Còn nếu không anh để ở nhà nhậu lai rai cũng ngon vậy. Mày bán lúc rồi vừa cá bán không khá phải không? Nghỉ lâu rồi. Em đã chuyển nghề cũng mấy tháng nay rồi. Nghề gì? Bán cà phê. Bán cà phê ôm hả? Không phải à. Không có phải cà phê ôm mà là cà phê ấp. Hả? Dạ,
sắp riết trứng nở ra chắc có con à. Nói trời với anh vậy thôi chứ mới có gì hết trơn á. Không tin thì bữa nào rảnh anh làm bộ ghé qua thăm em chút được không? Ở đâu? Nhà cũ. Nhà cũ á. Chú ba đến nhìn thấy cái quán cà phê Lưỡi Lam á là của chị đó. Hay để bữa nào con rảnh á, con chở chú lại nó chơi ha. Quán cà phê Lưỡi Lam. Chà, chắc là cứa ngọt lắm ha. Không, chém ngọt nhưng mà không có đau. Không đau, cũng đủ chết mụ nội thiên hạ rồi. Yên chí đi, em chỉ chém mấy thằng cha sồn sồn chết vợ, nhưng mà máu lúc nào cũng bốc lên 35 độ C. Còn dân thường em cũng chỉ tính vừa phải thôi. Hôm nào rảnh là tôi ghé thăm á. Thôi bây giờ cô về đi á. Anh sợ con mẹ nên muốn đuổi em về phải không? Sao? Còn gì nữa. 5-2-1. Người nào không dám sợ vợ, người đó không bao giờ làm nên chuyện lớn. Được, anh đuổi thì tôi về. Tôi cũng có tự ái, nhưng mà anh phải hứa với tôi một tiếng đi. Hứa gì? Anh hứa là chừng nào con mẹ chết thì anh về chung sống với tôi đi. Nữa? Trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ cứ dở cái giọng tù ẻo đó hoài vậy? Trời ơi. Ừ, anh không hứa rủi mai mốt con mẹ chết thiệt là đừng có kiếm em mà năn nỉ à nghe. Tôi nói thiệt à, bye bye. Thôi, lẹ lẹ đi đi. Trời ơi, tôi sợ quá. Con về nghe chú ba. Hôm nào con ghé chở chú đi luôn ha. Gần 40 tuổi mà cũng còn ha, thèm chồng hơn là con gái 18 nữa. Mắc cười quá. Ôi, kệ. Không biết đàn ông có cái gì hấp dẫn mà khiến mê bà đàn bà mê dữ kìa. Ai mê? Ủa, bà đi chợ bán gì vậy hả? Ông nói ai mê ông? Ai đâu, ngoài bà ta thì ai dám mê cái mặt tóc này nữa. Chứ không phải con mẹ bán cá đó hả? Ừ, nói bậy đi à. Ở đó mà tầm bậy. Tôi vừa về tới đầu ngõ là tôi thấy cô ta cũng vừa bước ra. Thì người ta đem đồ lại người ta cho ấy. Cho cái gì? Cá lóc chết. Cô ta đem lại tặng mình mấy con cá lóc chết để tối nằm ngủ ngửi chơi cho đỡ ghiền. Ông yêu cô ta thì ông ghiền cái mùi đó, chứ tôi ghiền không có nổi rồi á. Cũng ghen nữa ha. Tình cũ nghĩa xưa tặng cá lóc chết để nhớ mùi người yêu cho tới chết. À, trời ơi, thôi mà cái chuyện đó tôi nói không có cái gì đâu. Trời ơi, bà làm cái tình tôi nghe tôi nhức đầu á. Nè, bà đi chợ bà mua nãy giờ cái món chi nè, bà có nhớ lời tôi dặn hay không? Thì ông dặn á, sao nhúc nấu canh chua tép bạc, còn cá ngục hấp chiên mỡ cho giòn thêm chấm nước mắm tỏi ớt. Ông đã dặn rồi, bây giờ kiếm chuyện cãi lui thôi. Đó, bà đúng là người vợ tuyệt vời, thưởng một miếng cho bà phê chơi. À, trời ơi, cái thằng cha quỷ này già rồi nghe không? Thôi chừng người ta thấy người ta cười chết á. Ai cười vợ tôi không có ai cười hết trời. Thôi đừng nói xàm nữa. Để tôi xuống dưới tôi làm công chuyện. Bà để đó cho tôi. Tôi cũng giống như thằng cha văn đặng vậy đó. Tôi phải nấu ăn cho nó vừa miệng tôi mà. Bà nấu cho tôi che cái mặt bà chịu xuống giống như là cái bánh tráng mà bị ngâm nước à. Bởi vậy cái số của tôi là suốt đời là phải làm mọi vợ không à. Hai. Đúng là mùi cá lóc chết. Sáu, bảy, bốn, năm, hai. Sáu, bảy, bốn, hai, năm. Trời ơi, với số của ai mà xém trúng độc đắc gì nè. Tức thiệt. 5-2, 2-5, chỉ lộn qua lộn lại có chút xíu à. Chắc là của ổng quá. Ông ơi. Dạ xin lỗi bà. Ông à, với số này. Dạ xin lỗi bà, cho tôi được hỏi thăm. Dạ, ông hỏi thăm ai? Dạ tôi muốn hỏi thăm bà Ngọc. Dạ tôi đây.
của tôi đấy mà. Ngọc của 15 năm về trước sao bây giờ lại tiểu tụy như thế này? Hả? Có lẽ vì tôi nghèo. Đúng, cái nghèo thường hay đồng lõa với thời gian để tàn phá nhan sắc của người đàn bà một cách không thương tiếc. Ông, tôi không ngờ, không ngờ ông còn sống. Vậy mà... Phải, tôi còn sống. Tôi trở về đây để tìm kiếm vợ con của tôi. Tìm kiếm? Ông đi tìm kiếm những gì đã mất hay sao? 15 năm trời ông vẫn cô Lệ bỏ đi biệt tâm biệt tích, không nhắn gửi, không thư từ. Vậy tôi hỏi làm sao tôi có thể tin rằng ông còn sống được chứ? Đúng, đó là lỗi của tôi. Những năm đầu sống nơi đất khách, tôi phải lo vật lộn để kiếm miếng ăn từng ngày từng bữa. Tôi không có thời gian. Không, phải nói đúng hơn là tôi xấu hổ. Tôi không muốn cho ai biết một kẻ đã bỏ trốn ra nước ngoài lại phải sống trong hoàn cảnh túng nghèo, đói khổ. Chính vì vậy mà tôi phải lặng tiếng, im hơi. Đến chừng tôi kiếm được chút đỉnh tiền, tôi có viết mấy bức thư về Mỹ Tho nhưng không được trả lời, trả giống. 2 năm trước đây, tôi có về nước, tôi có xuống Mỹ Tho hỏi thăm, mới biết được rằng bà đã bán nhà lâu rồi. Gần 10 năm nay, khi ông đi, đâu khoảng được 2 năm, thì con Sương đã bị bệnh. Lúc ấy, phần vì túng quẫn, phần vì phải lo tiền bạc để chạy chữa thuốc men cho con Sương, nên buộc lòng tôi phải bán căn nhà lên trên này để tìm phương sinh sống. Con Sương nó đâu rồi? Hiện giờ nó ra sao? Có lẽ nó đi chạy điện. Tình trạng đôi chân của nó bây giờ khá hơn nhiều. Hy vọng một thời gian sau nó có thể đi lại được. Nếu có thể, tôi sẽ chạy lo thủ tục đưa nó qua bên đó để chữa bệnh. Không, ông không có quyền đưa nó đi đâu hết. Nhưng nó là con của tôi mà. Nó cũng là con của tôi. Bà đừng quên hiện thời bà đã có chồng khác rồi. Tôi có chồng khác là một cái tội hay sao? Ông đã bỏ rơi tôi từ suốt mười mấy năm vì đứa con tật nguyền bình hoàng. Suốt mười mấy năm với bao nhiêu gánh nặng chồng chất lên vai, tôi ngửa mặt kêu trời, trời chẳng để tai nghe. Tôi dậm hôi đất, đất lạnh lùng hờ hững. Đến giờ đây bước thêm bước nữa thì ông lại trách tôi là người vợ không thủy không chung. Thank you.
phận chạy chữa cho con trong đường mạnh lành. Tôi cảm ơn ông nhiều vì ông còn nghĩ đến con. Bà, tại sao bà lại nói thế? Bà hờn trách tôi đó phải không? Để làm gì? Hết rồi. Dĩ vãng chỉ còn là một chiếc bóng đen khép nép đứng bên ngoài. Để nhìn hiện tại mà căm thù hờn tuổi. Tôi đã ngủ một giấc ngủ dài suốt những 15 năm. Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn lại chút kỷ niệm của hai đứa con mà chúng ta đã trót tạo ra đời. Tôi sẽ cố gắng lo cho con bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng lo cho nó được từ trước tới nay bằng tất cả khả năng của tôi, mặc dầu tôi rất nghèo. Bà phủ nhận cái quyền làm cha của tôi à? Không, không ai có quyền phủ nhận cái quyền làm cha của một người đàn ông. Nhưng đừng quên, người đàn bà đã hết sức mang nặng đẻ đau mới được đóng vai trò một người mẹ. Nhưng tôi muốn lo cho nó. Tôi không cấm ông, chỉ có một điều tôi không thể để ông mang nó ra nước ngoài. Đừng tách rời tình cảm của mẹ con tôi nữa. Tôi khổ lắm. Có chuyện gì vậy má? Má không. Có gì đâu con. Con đi chạy điện mới về đó hả con? Con sương đây phải không? Người này là... Hỏi vậy chứ con biết rồi. Con biết rồi? Sao con biết được? Con về từ nãy giờ mà. Con đứng ở ngoài cửa sổ nghe lâm được ba má đã nói chuyện với nhau, nên con mới biết câu chuyện trước sau. Khi đi ba không nói lại một đôi lời. Lỗi lầm này ba mới tìm về đây, chỉ mong gặp con và má con. Mười mấy năm nay đã đổi thay rồi, chắc ba cũng thừa hiểu điều này. Không lẽ má ôm con không ai đùm bọc nên má sao? Con ơi, ba đã lặng lối tìm kiếm hai mẹ con khắp hang cùng ngõ hẻm. Nay gặp được vợ con ba mừng vui con tả, thì dù cho má con có bước thêm bước nữa ba cùng vui lòng. Làm chồng còn với con ba thiếu trách nhiệm, cứ nghĩ cho riêng mình ba thiếu bổn phận làm ba. Cứ ngỡ rằng trong suốt mười mấy năm qua ba không hy vọng gì tìm ra vợ con mình được. Nay có vui mừng nào hơn khi được vợ con gặp gỡ, còn chuyện bước thêm bước nữa của con ba đâu dám trách chuyện gì. Lỗi do ba mà con, ba hoàn toàn gánh chịu hậu quả tất cả. Miễn sao má con và con vui vẻ, ba sẽ lo hết mọi bề để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.
Ba về lúc nào vậy? Ba về hơn một tháng nay con à. Tình cờ mấy hôm trước ba có gặp được dì Hai Thôm. Bà còn nhớ chị Hai Thôm không? Chị hơi mập người một chút, cũng ở với Mỹ Tho mình đó. Nhớ chứ sao không? Chị cô ghé đây chơi mấy lần đó. Chính nhờ chị Hai Thôm đã cho địa chỉ, cho nên tôi mới biết bà ở đây mà tìm tới đó. Ba về đây chừng nào ba đi? Cũng chừng khoảng 2 tháng nữa con à. Lệ em con có về theo ba không? Có. Đây là địa chỉ của tôi. Hôm nào rảnh đó, hai mẹ con đến gặp con Lệ. Còn nếu không, tôi đưa nó đến đây cũng được. À, nhưng mà thôi, sợ rằng không có tiện. Có gì mà không tiện? Có lẽ ba con ngại chạm mặt với dượng con. Dạ biết. Ba có điều gì trách má con không? Không, ba không có quyền trách ai hết. Ba đã chọn đường đi của mình, thì giờ đây ba phải gánh chịu. Ba đã đánh cuộc với định mệnh bằng tất cả cuộc đời của ba. Ba tưởng rằng ba có thể thắng được định mệnh, nhưng không ngờ định mệnh đã chơi bịp, nên ba phải chịu thua. Giờ đây ba mất hết cả rồi con à. Ba ân hận sao? Không, ba chỉ tiếc có một điều là ba đã để cho con phải khổ. Sương, bây giờ ba muốn lo cho con. Cảm ơn ba, nhưng con không đi đâu hết. Con đã khổ rất nhiều từ khi con lên 6. Giờ đây con có thể chịu đựng được tất cả. Dù gì thì cũng còn có má con. Con không thương ba sao Sương? Ba có thương con không? Sương, con đừng có hỏng con. Má, xin phép má cho con được hỏi. Tại sao con lại hỏi ba điều đó? Tại sao ngày trước ba không dẫn con với má theo luôn? Tại vì ba sợ. Ba sợ nếu dẫn con và má con đi theo sẽ làm bận biểu bước chân ba, khiến cho cuộc đi không trót lọt, phải không ba? Sư, không phải vậy đâu con. Ngày ấy ba có công chuyện phải đi Gò Công. Ba dẫn con Lệ theo chơi. Xuống Gò Công, tình cờ ba gặp một người bạn thân, nói rằng có cái chuyến tàu sắp sửa rời bến. Ông ấy khuyên ba nên đi gấp, kẻo không còn có dịp mai. Trong cơn hoảng loạn, ba không kịp suy tính thiệt hơn gì cả, nên vội dẫn con Lệ theo ông ta luôn. Chứ thân tình mà nói đó, lúc nào ba cũng thương con. Sương à, ba về đây cố tình tìm hai mẹ con để gia đình mình đoàn tụ. Bây giờ ba lo lắng cho con chỉ vì ba muốn cứu vãn cái lương tâm của ba đỡ bị dày vò cắn rứt, chứ không phải đâu do tình thương đâu. Ba, nếu ba thương con, ba đâu có bỏ rơi con khi con vừa lên 6. Nếu ba thương con, ba đâu để cho con phải nhận người khác làm cha. Ba đâu có cho con phải khóc từng đêm suốt 15 năm ròng rã. Sương, con đừng rối rữa. Má hãy để cho con nói hết. Dù con chỉ được nói một lần này thôi, Ba có hiểu con không? Ba có hiểu cho tâm trạng đắng cay của một con bé vừa lên 6 đã bị bỏ rơi, số phận hầm hiu chịu đựng biết bao điều. Vì trong gia đình không có mặt người cha, má khuyên con đừng hận quá đau thương.
đình ba không còn biết nói gì hơn. Má con đã chờ đợi ba hơn 10 năm. Sau khi rời Mỹ Tho để lên đây sinh sống, số tiền bán nhà má con dành dụm buôn tạo bán tần, nhưng vì phải lo chạy chữa thuốc men cho bệnh trạng của con nên càng ngày càng hao hụt, cho đến khi túng quẫn thì cũng vừa lúc người đàn ông kia. Sương, đó là chuyện của má, con kể lại với ba con làm gì? Để cho ba con biết rõ hơn mà. Ba, người đàn ông ấy hoàn toàn tốt, ông ta đã giúp đỡ má mà không có một chút gì tỏ ý lợi dụng. Đến khi má nhận lời về ở với ông ta đã lo lắng cho con hết mình. Suốt mấy năm nay không bao giờ nặng tiếng. Đó là lý do con muốn nói với ba, là tại sao má bước thêm một bước nữa. Một phần má cũng tưởng rằng ba đã chết rồi. Con có quyền ca tụng người ta, nhưng mà con đừng quên họ không phải là cha của con. Nhưng người ta đã lo lắng cho con còn hơn cha của con nữa kìa. Sương, má, má, ba, con xin lỗi ba. Thật sự con chỉ muốn nói ông ấy là quà quả nuôi tu hú, là kẻ ăn cơm nhà mà đi giác tù già hàng tổng. Kìa ông Dương, tôi xuất hiện lúc này có làm ai khó chịu không á? Không, không có gì đâu. Xin giới thiệu, đây là ông Thạch chồng tôi, còn đây là ông Trung cũng là chồng tôi. Ông đã biết nhờ nghe lén. Quái có cái tật nghe lén vậy đó. Có những điều mà tôi rất thích thú, vì tình nghe người ta nói lén về mình. Tôi nhớ không lầm là có một tổng thống kia cũng quái nghe lén như tôi chẳng khác chút nào. Vậy đâu có gì xấu hổ, chỉ hơi mất lịch sự. Hôm nay biết ông cho tôi được bắt tay chào và xin lỗi nhà ông mà tôi lại đường đột vào. Vì quá mừng nên không xin phép trước chủ gia. Cũng ngộ ha, hai người chồng đứng trước một người vợ, chưa biết mèo nào dám cắn mèo nào. À, hình như ông hiểu lầm, ông ghen tôi rồi. Con người ta còn ăn cơm được thì vẫn còn rung động con tim. Chắc ông có đọc báo thấy ở bên nước Mỹ ông lão 95 tuổi giết chết một nhí mình, bà ta mới 88 cũng vì ghen tuông đó, ông thấy chưa? Còn tôi thì chưa đến nỗi nào. Ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay. Bà Ngọc của 15 năm về trước không phải là bà Ngọc của hiện tại. Đúng, Ngọc hồi trước còn sáng, Ngọc giờ lu rồi. Rảnh không? Hai mẹ con đi xuống dưới coi giùm cái nồi canh chua cho tôi chút được không? Nhưng mà... Để cho đàn ông người ta nói chuyện, có đàn bà xía vô lộn xộn lắm. Nè, dặn kỹ nè, nước sôi rồi cái bỏ me vô ha. Bà xuống dưới bỏ tép vô luôn. Nhớ đừng để rau nhúc chín quá ăn dai lắm. Đi đi. Khoan, đừng bắt chước nghe lén như tôi hồi nãy, xấu lắm. Đó, ông thấy không? Hình như lệnh của tôi ban ra cũng có tầm cỡ giống như là một người chồng vậy. Mời ông ngồi.
Cảm ơn. Cảm ơn. Ông tốt phước nên mới gặp được bà Ngọc. Nói vậy trước kia ông không tốt phước sao? Có chứ, nhưng cái tốt phước đó tôi đã đánh rơi mất rồi. Cho nên bây giờ ông nối tiếc phải không? Trong cuộc sống người ta vẫn mắc phải cái nhược điểm là không nắm giữ được cái gì nằm trong tầm tay của mình. Có khi nó vượt khỏi thì muốn chạy theo để mà bắt lại. Hình như người ta gọi đó là tham vọng. Có lẽ ở đời ai cũng có nhiều tham vọng, mà tham vọng thì thường hay giết chết hạnh phúc một cách phũ phàng. Như vậy là ông đuổi theo tham vọng chứ không phải là một kẻ chạy trốn. Vậy ông cho rằng tôi hèn nhát à? Không, tôi không dám nói ông hèn nhát, mà tôi chỉ muốn nói rằng ông là một kẻ thiếu lương tâm và vô trách nhiệm. Ông chạy trốn để lo cho cái bản thân hèn mọn của mình mà quên đi cái bổn phận làm chồng, làm cha. Ông chỉ là một con người ích kỷ. Đúng, có lẽ ông nói đúng. Con người khi gặp một biến động lớn xảy ra trong đời sống thì tâm trạng thường hay hốt hoảng, khiến mình dễ dàng trở nên hèn nhát hoặc ích kỷ mà chẳng biết nguyên do. Bây giờ tôi muốn biết mục đích của ông tìm đến đây để làm gì. Tôi muốn gặp lại vợ con của tôi. Ông đã gặp rồi đó, ông còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn đòi lại những cái gì đã mất. Ông đã dứt bỏ để cho tôi nhặt được, chứ tôi có dai có mượn ông bao giờ đâu mà ông định đòi. Ông đừng quên, bà ấy với tôi vẫn còn hôn thú đấy nhé. Như vậy ông cho tôi là kẻ cướp đoạt à? Tôi lấy vợ một cách hợp pháp, chứ không phải như ông bỏ vợ một cách bất hợp pháp. Nếu chúng ta xử sự đàng hoàng thì tôi còn tiếp chuyện với ông. Còn nếu không, đường ai nấy chọn. Ông có dở trò gì cũng không làm gì được tôi đâu. Đó là những lời tôi thành thật nói với ông. Mình đã già chứ còn trẻ nữa đâu. Sao chưa gì ông vội nóng lên vậy? Chuyện gia đình mình sẽ thu xếp êm xuôi. Tính tôi thường ăn ngay nói thật, nên có gì cứ nói thẳng ra, chứ không muốn giấu giếm quanh co để tôi nằm cứ ấm ức suốt đêm. Tôi thích những người xử sự như ông, rất dễ dàng gợi mở tâm tư. Tôi không sợ vứt lòng đâu ông à, cũng chẳng sợ ăn thua. Thú thật, khi dò hỏi về tin tức của Ngọc và biết rằng Ngọc đã có chồng, tôi nghe đau nhói trong tim. Tôi tưởng rằng mình có thể chết đi được. Nhưng sau đó tôi tự nghĩ, mình xa rời Ngọc suốt 15 năm mà không hề liên lạc, vậy thì tại sao lại bắt người ta phải chung thủy với mình, để chờ đợi một cái gì vô vọng ở tương lai? Hết rồi, tôi biết giữa tôi và Ngọc giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm. Tôi rất thông cảm cho nỗi đau của ông, nhưng ông nên hiểu rằng tôi cũng rất yêu Ngọc. Tôi hiểu. Và chúng ta không phải là hai con mạnh thú đang tranh nhau một miếng mồi. Còn con Sương, nó vẫn là con của ông. Tôi muốn lo cho nó. Ông có quyền, vì ông là cha của nó. Có gì ông cứ nói thẳng với nó, dù sao nó cũng đã lớn rồi. Cảm ơn ông. Nếu không có gì trở ngại, tôi có thể đến đây thăm nó chứ? Không sao, ông cứ tự nhiên. Chào ông. Chào. Ủa, ba con đâu rồi Dương? Tao giết ông chết rồi. Hả? Dương nói gì? Tao giết ông chết ngắt trên mặt trận tình. Ông cuốn gió chạy dài giống như một tên chiến bại. Vậy mà Dương làm con hết hồn à. Nói gì thì nói chứ sao con thấy ba con tội nghiệp quá à. Chứ tao biết phải làm sao bây giờ, hay là tao phải cuốn gói ra đi? Không, con có nói đến điều đó đâu. Nhưng mà dù sao ông ấy cũng là ba của con. Phải rồi, còn tao là Dượng, tao đẻ mày ngang hông mà, cho nên tao đâu có thương mày. Dượng,
Dượng đừng nói vậy chứ. Trái lại, Dượng đã thương con rất nhiều. Dượng lo lắng cho con từng chút vậy đó. Ơn của Dượng suốt đời con không thể nào quên đâu. Mà thôi đi, bỏ qua chuyện ấy đi, đừng bàn đến nữa. Ba con có nhắn lại với Dượng điều gì không? Có. Ông nói là ông sẽ đem mày qua bển, cho mày ăn học rồi gả mày lấy chồng ngoại quốc. Không, con không có thèm đâu. Mày không thèm á thì để cho tao, chứ có gì đâu mà mày la dữ rồi mày. Thôi, để tao xuống tao coi lại cái nồi canh chua cái đó, để ba làm hư rồi chết tao à. Về sớm quá vậy? Anh xin về sớm để ghé qua cửa hàng mua đồ. Anh mua cái gì vậy? Đố em biết. Bánh phải không? Trời ơi, làm như là em còn nhỏ lắm vậy. Tối ngày cứ đòi ăn bánh hoài hả? Nè Sương. Dạ. Em mở ra xem đi. Mở ra ha. Ừ. Giải. Trời ơi, đẹp quá à. Anh mua cho ai vậy? Còn ai vô đây nữa? Cho em phải không? Ừ. Trời ơi, hôm nay anh tuyệt vời quá. Em còn tuyệt vời hơn nữa kìa. Em mà có gì đâu tuyệt vời. Em chỉ là một cô gái tật nguyền, xấu xí. Nhưng tâm hồn em trong sáng, trí óc em thông minh. Anh làm như đôi mắt anh là cái máy điện tử không bằng, nhìn thấy thấu suốt qua đầu óc của kẻ khác. Chứ sao, anh còn đoán được hôm nay em có điều gì hạnh phúc lắm, đúng không? Hạnh phúc? Ừ. Đúng. Hay thật á. Em mới vừa gặp được ba em sau 15 năm cách biệt. Không, đó chỉ là niềm vui chứ chưa hẳn là hạnh phúc. Anh muốn nói điều khác hơn nữa kìa. Điều gì khác hơn mới được? Chẳng hạn như tình yêu. Tình yêu? Ừ. Cũng đúng luôn. Anh quả thật là một nhà tiên tri không ai bằng á. Mai mốt anh sẽ mang cặp mắt kiến đen ra ngồi ở gốc cây me á, sủi khỏe. Còn khỏe hơn là đi làm công nhân nữa. À, rồi vô công an phường ngủ, khỏe hơn là ngủ ở nhà. Sương. Dạ. Em biết không, khi anh học đến lớp 12 thì ba má anh ở dưới quê mất. Anh phải thôi học lên thành phố kiếm việc làm. Chú bà Thạch thấy anh một thân một mình mới thương tình kêu anh về cho anh ở đậu. Đến chừng bác gái và em về đây ở với chú ba, anh mới thấy cuộc đời mình có màu xanh trở lại. Tuy hai đứa mình chưa nói ra, nhưng anh cũng đoán biết là em yêu anh từ lâu lắm. Hả? Anh Trường, anh nói gì? Anh nói rằng anh đã yêu em. Yêu em? Ừ. Không. Không. Không thể được. Không thể được. Tại sao? Tại vì tại vì em không hề yêu anh. Không hề yêu anh? Phải. Em chỉ xem anh như một người anh thôi mà. Một người anh thôi à? Sương, nếu chỉ để đóng vai một người anh thì cống trình đéo đuổi bấy lâu nay cũng giống như giả tràng xây lâu đài trên cát, chờ cơn sóng triều đẩy xô vùi dập cuốn trôi cả lâu đài theo bọt nước tan.
thầm lặng trong lòng. Giờ đấy thì mối tình này như đổ nát, khi biết người ta chối từ chúa sốt nào. Yêu người chẳng được đáp lại tình yêu, anh ngậm ngùi cảm thấy mình như rơi nước mắt. Ngọn lửa tình theo thời gian không liệm tắt, mà người ta vẫn lòng son giả sắt sao đành. Mấy năm qua em vẫn chân thành, tình cảm của một đứa em tật nguyện chứ có gì khác hơn. Sương ơi, từng câu nói của em lòng anh tan, nhưng đành nôn đắng cay chứ biết giận hờn ai. Sương, nhưng anh muốn biết là em đã yêu ai? Em yêu... Không, em không thể nói gì hết. Anh hãy hiểu cho em, hãy tha thứ cho em. Cũng tốt, thà như vậy còn hơn, chứ để sự ngộ nhận kéo dài còn thêm tai hại. Có lẽ trong vài hôm nữa anh sẽ rời nơi này mà đi nơi khác. Đi nơi khác? Tại sao? Tại vì anh không thể ở đây được nữa. Dù có ở nơi đâu, anh cũng vẫn theo dõi và lo lắng cuộc sống của em từng giờ từng phút. Rau nhúc nóng hỏi đây. Ủa, từ bữa nay được về sớm hả? Vậy là có tài chiến đấu rồi ha. Thầy vô. Dạ thưa chú ba, hôm nay con muốn xin phép chú ba. Tao không phải thủ trưởng mày đâu, xin phép xin tắt mày ơi. Trời ơi mệt. Con muốn xin phép chú ba cho con vài hôm nữa dọn nhà. Hả? Dọn nhà mày đi đâu? Dạ con chưa biết. Chưa biết thì tại sao lại dọn? Ai đuổi mày à? Dạ đâu có ai đuổi. Nhưng mà mày đuổi nó phải không mày? Dạ, dạ đâu có. Vậy chứ tại sao nó rời dọn nhà đi hả? Dạ, dạ con cũng biết nữa. Không đứa nào biết hết thì làm sao tao biết. Như vậy chắc chắn là có vấn đề gì đây nè. Dạ không có vấn đề gì hết đó chú ba. Nên lại bạn ơi. Xuống, xuống mà kêu má mày lên đây. Người ta đóng cửa lại. Cả nhà ăn cơm. Bác à, cháu nghe nói hôm trước bác tìm được bác gái và chị của con Lệ. Họ ở đâu vậy bác? Đường Nguyễn Trãi trong một ngõ hẻm mà. Ba, sao ba không rước má và chị hai về nhà mình luôn? Tại vì cũng còn có nhiều điều bất tiện. Lại nữa, mình chỉ muốn tạm ở đây trong vài tháng thôi. Sau đó đó, mình đã trở về bển rồi. Thì ba đưa má với chị hai đến chơi thôi. Ba có cho địa chỉ, có lẽ nay mai họ đến thôi. Nếu không á, ba sẽ đưa con đi gặp họ. Hai bác gặp nhau chắc là vui lắm phải không? Ừ, vui lắm. Nhưng cũng rất buồn cháu à. Buồn? 15 năm xa vắng, ba với má mới gặp nhau, tại sao lại buồn? Tại vì không, không có gì cả. Con đừng hỏi dồn khiến ba rối trí, rồi đâm ra ba nói bậy. Có điều á, xa cách lâu quá, khi gặp lại đó, ba cảm thấy ngỡ ngàng như đứng trước mặt người không quen. Cũng chưa từng chung sống suốt gần 10 năm chăng lối. Thật
lá lùng không thể nói ra trong tâm tư vui hay buồn. Hình như ba giấu con điều gì, ba muốn nói mà chỉ nói quanh. Do bác xúc động tâm hồn khi đối diện cùng cố nhân. Mười mấy năm cách mặt xa lòng, ai hiểu mình hiểu được ai. Hôm nay ba đúng thật là khó hiểu á. Ba nói gì con không hiểu gì hết trơn à. Lệ à, tốt hơn em đừng nên gặng hỏi bác, để tâm trí của bác thảnh thơi để suy tính mọi điều nữa. Thôi, hai đứa ngồi đây chơi, ba còn đi lo công chuyện. À quên nữa, chìa khóa nè, chút nữa về bên nhà mở cửa. Chừng nào ba về? Để coi, chắc cũng là trưa đó. Thôi, bác đi nghe con. Dạ. Anh Minh, về đây hơn cả tháng rồi, em thấy anh hơi là lạ gì đâu á. Có gì đâu lạ. Ở bên đó thỉnh thoảng anh còn rủ em đi xem phim, mời em đi ăn tối. Còn về bên này anh bị bận công chuyện lu bu quá à. Bên này anh có công chuyện gì đâu mà lu bu. Chạy đi kiếm địa chỉ, đưa thơ của ba má anh ở bển gửi qua. Đưa thơ từ cả tháng trời nay rồi chưa hết hả? Ủa mà sao hôm nay Lệ tra hỏi anh kỹ dữ vậy? Em nghi lắm á. Nghi gì? Chắc là anh đã tính với cô nào ở đây rồi phải không? Nói bậy đi nghe. Nói bậy vậy chứ không chừng trúng ngay chốc à. Đàn ông hãy nói không thì có, còn đàn bà nói có thì không phải không? Em thấy tất cả đàn ông hình như ai cũng giả dối hết á. Anh thấy phần đông là đàn bà rất ít người thành thật á. Anh đừng có lẻo mép để chạy tội. Anh có chạy tội gì đâu. Thực tình ở đây em chỉ càng thêm bực mình thôi à. Em trông cho thời gian chóng qua để về bên ấy. Anh thì anh muốn ở lại ở bên đây vĩnh viễn luôn á. Ở lại đây vĩnh viễn? Ừ. Anh Minh, anh có điên không? Tại sao điên? Ở lại đây để chôn vùi đời mình trong xó tối à? Từ trong xó tối mà con người ta nguôi dần lên tìm được ánh sáng, còn hơn đang sống giữa vùng sáng mà không biết mình bước chân vào những bùn lầy đen tối. Anh biện luận. Biện luận là để tìm ra lý lẽ, cái nào thích hợp thì mình dùng, còn cái nào không thích hợp thì mình xóa bỏ. Chỉ có vậy thôi. Trời ơi, thôi em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Lệ à, không phải anh cố tình để làm cho lòng em mang thêm một nỗi buồn rai rứt, nhưng tiềm thức mỗi người đều có ý sống riêng, chứ nào phải ai cũng cùng chung một ý nghĩ như mình. Đời mình trong sáng, chưa có ai nghĩ cho mình phải rơi xuống hố thẳm vực sâu. Trong cuộc sống ai cũng có ý nghĩ riêng tư, chứ không thể của người này hòa chung với tâm hồn của kẻ khác. Anh nói thẳng để em đừng hiểu anh sai lạc, chớ anh không hờ hững với ai khi biết họ yêu mình. Đáng lý ra ngày trước á, anh nên học luật chứ chẳng phải học điện tử. Điều đó không có quan trọng. Lệ, thành thật á mà nói thì cũng không hiểu tại sao vì nước lần này á, tự nhiên anh nghe lòng mình khác lạ, có một cái gì tư cách xa mà gần gũi. Tuy chưa vương mang mà như gắn bó với tâm
hồn khiến mình cảm thấy lâng lâng, như nhấp phải chất men cay làm cho máu trong tim nóng bừng. Nếu anh có làm buồn thì thôi, cho anh xin lỗi nghe. Cho mãi đến giờ đây anh mới biết mình có lỗi, vậy thì anh phải bắt đền em, nếu không hả em sẽ giận luôn á. Lại nhõng nhẽo nữa rồi, bắt đền cái gì đây? Trưa nay anh phải đưa em đi ăn cơm. Trưa nay? Không có được. Trưa nay anh có hẹn với một người bạn của ba anh. Thôi, chiều đi nha. Cũng hẹn nữa à? Em không biết đâu. Thôi mà, đừng có giận nữa mà. Anh đi liền bây giờ đây nè. Đi đâu thì đi đi. Anh đi á, nhớ chiều nghe. Ủa bộ chỉ còn lại con mình cô đây hả? Vậy có uống gì thêm không vậy cô? Dạ thôi. Lúc nãy ba tôi đã trả tiền cho dì chưa? Trời ơi, dễ quê quá cô. Tôi gì mà kêu bằng gì nghe mít lòng quá. Đừng có kêu tôi bằng gì. Kêu tôi bằng gì là mấy cha đàn ông nó nghe chiếc gì nó quợn, nó không dám nhào vô tội nghiệp tôi. Thấy tôi vậy chứ mới có 30 mí à. Kêu bằng chị đi nghe cưng. Kêu chị cho nó thân mật mà lại có vẻ trẻ trung để kiếm kiếp nhí. Dạ, nếu chị cho phép. Hồi nãy ba tôi trả hết rồi. Dạ. Dạ, nếu như mà tôi đoán không lầm đó thì cô phải Việt Kiều mới về nước chơi phải không? Dạ phải. Trời, thế ông ta nói tôi nói đâu là trúng phong đó liền à. Mà tôi thấy ba cô và cậu gì đó vẫn thường đến đây uống cà phê. Còn cô hình như mới tới lần đầu anh nên không có thấy. Tôi ít ra quán ngồi lắm. Vậy chắc cô ở gần đây phải không? Tôi không phải nhiều chuyện đâu mà tại hỏi chơi cho vui vậy ta ơi. Dạ. Chúng tôi mướn căn nhà đằng kia kìa. Căn nhà có lầu đó. Trồng cây mai trước sân đó. Cái nhà... nhà của thằng Tranh Long, giám đốc xí nghiệp tư doanh Gồ Đế Sơ phải không? Ủa sao về đây không chịu ở khách sạn mà lại đi mướn nhà ngoài vậy? Ở khách sạn tốn tiền lắm, chịu không nổi đâu. Trời này, Việt Kiều này chắc nghèo lắm hay sao? Nhưng mà mướn căn nhà đó bao nhiêu tiền tháng vậy? Hình như là 1,5 triệu thì phải. Ba người ở. Hồi nãy chị nói chủ nhà là giám đốc xí nghiệp nào? Xí nghiệp tư doanh Coresso. Coresso là cái gì? Trời ơi, là con dê sồm chuyên môn sản xuất lông dê ra ngoại quốc nha. Dư quá đấy. Trời ơi, lông dê mà xuất khẩu làm cái gì? Ai biết. Trời ơi, người ngoại quốc họ làm nhiều chuyện kỳ cục lắm. Nghe nói lông dê á đem qua để họ làm râu giả gắn lên mặt trơ. Chứ bộ cô không thấy mấy đàn ông ngoại quốc sao? Phần đông họ đều có râu hết trơn là lông đó đó. Đó là lông dê đó. Chắc không phải vậy đâu. Chị vui tánh quá. Thì đó tại vì cô biết sao không? Tại tôi có duyên á. Trời ơi, nếu mà tôi không có duyên giờ mà giờ này sức mấy mà bọn đàn ông còn đeo đuổi tôi cô. Nhiều lắm hả? Nói không phải nổ với cô, hàng hàng lớp lớp luôn á. 40 có, 50 có, 60 có, 70 cũng có. Họ đều đụng độ nhau đánh ghen y xèo thật ư, bực bội lắm. Đến tôi mà còn mê chị nữa nè thì đừng nói tới ai. Đó, thấy không? Tôi nói thiệt cô, ở tôi á, ở nơi tôi nó toát ra một cái sức hấp dẫn kỳ cục lắm, không sao diễn tả nổi đâu. Nhưng mà mà cô mê tôi thì tôi cũng đâu được mẹ gì đâu.
Buồn thêm coi, không lẽ mình cho ông mau. Kỳ lắm, không được đâu. À, cái ông chủ nhà đó tánh tình ra sao chị biết không? Trời ơi, hào phóng hết sảy luôn, chịu chơi múc tỉ trà ta luôn. Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, thiệt tôi nhắc lại lần thứ hai cho cô, tại tôi sợ cô hiểu lầm tôi đó. Tôi ghét nói xấu ai vắng mặt lắm, thiệt mà, láo con cô á. Cô biết không, hồi mà cô chưa đến mướn, tối nào thằng Chả cũng đem về một cô á. Mà mỗi tối là mỗi cô khác nhau. Thiệt má. Trời, ông này ông xài bồ hao lắm, ông này quý lắm. Tại biết sao, ông còn trẻ mà, mới có ba mấy thôi, chưa có vợ con gì hết á. Nói cô nghe, đừng có học lại cho ai nghe nghe. Cô thề với tôi đi, cô thề đi. Nhưng mà chuyện gì? Chẳng nói nhỏ thôi. Hình như thằng Chả cũng mê tôi nữa đó. Thì sao? Chào anh Long. Chào cô. Mời mời ngồi, mời anh Long ngồi chơi. Cảm ơn, cảm ơn. Trời đất ơi trời. Ủa, cô lại cũng uống cà phê ở đây sao? Dạ, lúc nãy tôi ngồi đây với ba tôi. Anh Long. Cái gì? Anh Long uống gì? Uống gì? Dạ uống cái gì đó? Chị cho cà phê đá đi. Gì? Chị cho cà phê đá. Bởi ông này thiệt á, suốt đời ông cũng không lên được tất nào đâu ông. Bực ghê luôn vậy đó. Hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng muốn cho tôi lên chức hết trơn vậy trời. Nói nghe nè, ông nhìn kỹ tôi đi. Nhìn thẳng vào trong mắt tôi nè. Tao, dạ. Một cái mặt này già lắm, sao mà kêu tôi bằng chị? Thì sao? Cô gì? Cô gì? Thôi thì cô phải được. Cô cho tôi ly cà phê đá. Cô lại uống gì đây? Dạ tôi uống rồi, cảm ơn. Uống dạ. Thêm đi. Dạ có lấy thuốc không? Một gói vét. Dạ bữa nay nhà nước cấm mang vét rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy ba số năm cũng được. Dạ được, dạ được, dạ có ngay à. Dạ. Nè lấy hai điếu thôi nha. Có mình tôi hút bác đâu rồi cô? Dạ ba tôi đi công chuyện. Đi công chuyện hả? Cô về đây mà sao ít cô đi chơi quá vậy? Chẳng hạn như là đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, đi nghỉ mát để thưởng thức cái đẹp của đất nước mình đó mà. Cũng có đi chứ, nhưng mà mấy bữa nay ba tôi quá bận rộn với công chuyện cho nên không có thời gian. Để hôm nào rảnh tôi sẽ đưa cô đi hen. Dạ cảm ơn. Còn anh cô nữa anh chi? Anh ấy cũng đi tối ngày à, chứ có ở nhà đâu. Vậy hả? Đi hoài hả? Vậy bữa nào á cái làm gì đây? Dạ có rồi, dạ cà phê đây, dạ thuốc đây. Dạ anh ngồi chơi chút nghe. Tâm sự đi rồi chút em ra nghe. Ông anh cô có người yêu đẹp quá chứ. Anh nói sao? Tôi nói người yêu của anh, của anh cô đẹp lắm. Người yêu? Trời ơi. Hôm nọ tôi đi ăn nhà hàng, tình cờ cũng gặp anh cô đi với người yêu. Ôi cha, cô ta rất đẹp nhưng hình như là có tật á. Đẹp nhưng có tật? Có thể như vậy được sao? Cô nói vậy? Không, không có gì. Tôi thấy trong người hơi choáng váng vì đêm qua mất ngủ, khiến giờ đấy tôi chợt nghe như mê mẩn tâm thần nên hoảng loạn. Hồn chập chờn như say rượu, thực tình không sao hiểu được. Nghe lạ vậy. Xin anh đừng hỏi tại sao lòng tôi đang xúc động. Tôi nói ra mà thốt chẳng nên lời. Cô nghe trong người ra làm sao? Có cần thuốc men gì không? Không,
Không sao cả. Cảm ơn anh. Thôi, để tôi về nhà nghỉ. Chào anh. Nè, tôi đưa cô về ha. Không sao đâu, tôi về một mình được mà. Con mồi này chắc chắn không thoát khỏi tay mình được đâu. Ủa, cô Lệ đâu rồi anh? Cổ về rồi. Về rồi hả? Ừ. Vậy tôi ngồi tiếp chuyện với anh chút được không? Khỏi cần. Tôi đi bây giờ. Dạ. Bao nhiêu? 27.500. 27.000 hả? 27.000. Gì tới 27.000 dữ hả? Trời đất ơi, đâu có mắc đâu. Hai gói ba số với bộ. Cái gì hai gói? Tôi lấy có hai điếu à. Hai điếu mà tại vì cái gói kia còn một điếu. Còn gói mới tôi phải xé thêm một điếu nữa. Tôi phải tính tiền hai gói. Vậy tính tiền luôn hai gói. Ờ. Rồi cho tôi gửi lại 19 điếu nha. Trời đất. Mai mốt hút khỏi đưa tiền. Trời ơi trời. Cắt cổ quá trời luôn à. Đúng giá chứ gì đâu cắt cổ. Ông á, đồ bổn xỉn, đồ keo kiệt, đồ con cha già mà coi như là thước tóc mà là không có thể nào mà trỗi dậy được á. Chưa thấy thằng cha nào vô duyên bằng cha này hết á. Người ta muốn ngồi tiếp chuyện chút mà nói là không cần. Tại ông không cần cho nên tôi mới cắt cổ ông vậy đó, chứ phải ông nói chuyện là tôi tính khác rồi. Bực bội ghê luôn vậy, tức luôn á. Thôi bỏ đi, cứ hé gì nữa. Anh Thạch, trời ơi, hôm rày em trông anh mòn mỏi, ốm đến lòi hai cái lỗ tai ra rồi á. Ngồi đi anh, ngồi đi. Để em đi đóng cửa rào nha. Giờ thôi nghỉ bán, anh tới nghỉ bán. Đóng cửa làm chi vậy? Dạ, để hai đứa mình tâm sự. Thôi, mô Phật, thằng Hải nó đi mua mồi về tới đây bây giờ, đừng làm chuyện nó nghĩ hiểu lầm chết à. Trời, hiểu lầm nữa. Ủa? Anh đi với thằng Hải hả? Nó ghé nhà chở tôi qua đây. Cái xe thượng đội hạ đạp của nó đây nè. Anh với nó nhậu phải không? Sương sương thôi. Hết xương rồi tới thịt, hết thịt rồi tới da. Uống chừng nào mà tróc da đầu rồi nghỉ chứ gì. Bực bội ghê luôn vậy. Thôi mà anh đừng có nhậu nữa nghe. Để em dọn dẹp rồi tụi mình tâm sự nghe anh ha. Ủa, chị hai con đâu rồi chú ba? Mới vô trong đó. Mày mua cái gì vậy mày? Bị đông với bị đan. Dạ, được à nha. Vô chút. Ừ, đã liền à. Nè, uống chơi. Thôi, đừng có dụ dỗ gái trung niên. Lâu quá không có nhậu chú ba. Không biết lúc này lên đô chút. Gì mày, mày nói gì? Tao kêu bằng anh mà sao mày cứ kêu bằng chú hoài là sao mày? Mày nghĩ gì vậy này? Mắc cười quá. Dai ai nấy kêu, gì đâu thắc mắc hoài. Rồi mai mốt rủi tao về ở với anh Chả rồi sao? Mà mày muốn kêu gì hả? Mày kêu bằng cái gì hả? Thì kêu bằng thím. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, nó em ruột tôi mà nó kêu tôi bằng thím ba là chịu nổi không? Trời ơi là trời. Không được. Vậy mày phải kêu bằng thím chị. Nói chơi vậy thôi chứ. Hôm rày tao có chuyện rầu thúi ruột. Anh có chuyện buồn hả anh? Chuyện gì vậy? Anh cứ nói ra đi, để em tìm cách giải tỏa nỗi sầu cho anh. Mệt quá chị sao á? Mày vụ duyên quá, tao nói ngọt vậy mà mệt vậy? Cái miệng của bà lẻo lẻo hoài, y như mắt bố vậy. Cái ông nội tao. Từng có cãi nữa. Nói cho nghe nè. Sao? Hôm trước ông chồng cũ của bà ở bển mới gì à, có tìm đến nhà tôi. Rồi có gặp bà không? Gặp. Rồi có chú bà ở nhà không? Có. Rồi sao? Ông đòi vợ lại mày ơi. Sống giọng vô mặt ông. Tầm bậy trời ơi, giọng vô mặt ông. Ông mà giọng vô mặt ta thì bây giờ ông đâu có còn nguyên cái mặt đó lại đây gặp mày. Vợ của người ta thì trả cho người ta. Anh cứ để cho ông rinh bả đi về bển đi. Chi vậy? Trời đất ơi, chuyện đơn giản dễ hiểu thôi. Thì để em về ở với anh, để mò ở nơi danh vùng vũ chiếu. Hai đứa mình em nghĩ sống sẽ vui vầy, và đẻ con bầy và cháu lũ nha. Thôi đừng có nói khùng điên. Người ta đang đầu buông chết. Sao cô cứ cầm cứ đùa
đùa đâu. Tại em sợ mất anh mà. Sao mấy người lớn tuổi không có chồng, hay tưởng tượng kỳ quá vậy ta. Trời đất ơi, mày phải biết đây là một dịp mai hiếm có ở trên đời. Em khuyên anh đừng nên cản trở lưu thông. Thôi em khuyên chị đừng có quá vô duyên đi. Chú ba ông đang buồn, chưa biết rồi kết thúc ra sao. Chưa đến hồi kết thúc, cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Nói thiệt, hôm nay tao rầu quá, phập phồng dữ lắm. Ây, tao không thể nào tưởng tượng nổi, nếu văn bả thì cuộc đời tao sẽ ra sao. Chú yên chí đi, cuộc đời chú sẽ lên cao lắm á. Lên đâu? Lên ngọn cây me, rồi ngồi đó nhìn chiếc máy bay đưa bả ra ngoại quốc. Không thể được, không thể được. Sao vậy? Nếu bả đi, chắc là tao... Chú sao? Chắc là tao... Sao? Lấy chị hai mày qua. Trời ơi, trời ơi, nghe qua tâm tư em điên đảo, hồn em lâng lâng. Trời ơi, nếu mà như vậy thì anh ơi, em xin nguyện cao đầu ăn chay 10 tháng. Rồi sau đó, trời ơi, chị xin vào chùa tụng kinh niệm Phật 10 năm. Đến chừng mãn lời nguyện, chị trở về thì sao? Ôi ơi, chú ba đã hóa ra người thiên cô. Tầm bậy tầm bạ không à. Khi không là mày trù tao chết ra mày. Để cho cuộc tình sồn sồn mới nghe đầy tính chất bi thương. Thôi, uống vừa vừa rồi đi gì à. Để một hồi chiến chiến rồi mày thượng đội hạ đạp. Mày hạ đạp mày thượng đội muộn nổi tao cũng chết. Còn sớm mà. Hôm rài không dám bỏ nhà đi lâu, sợ chạy rình rình bắt cóc bà đi thì có lẽ tôi chết trước giờ sổ số. Về phải không? Thôi, về về. Về nha. Về thiệt à? Người vợ không bao giờ cưới. Đi đi, người chồng chẳng chịu sống chung. Ngồi xuống đây đi em. Dạ, cảm ơn anh. Nè, em nói cho anh biết, tại sao em muốn anh đưa em đến đây? Tại vì ở đây em có một kỷ niệm. Một kỷ niệm? Phải, hồi mới lên thành phố đó, em khoảng 15-16 tuổi gì đó, má có cho em đeo một sợi dây chuyền bằng vàng tây. Một buổi đi học về ngang đây nè, lúc ấy chưa có mở cái quán này, em bị một thanh niên nhảy sổ đến, giật sợi dây chuyền ở trên cổ của em, rồi cái bỏ chạy à. Em hoảng hốt quá, em la lên. Trong nhà có một người đàn ông bước ra, thấy vậy bèn đuổi theo. Một lúc sau, ông ta trở lại giao trả lại sợi dây chuyền cho em, rồi còn đưa em về đến tận nhà nữa đó. Anh. Hả? Anh có biết người đàn ông đó là ai không? Ông dượng của em hiện giờ. Ừ? À, thì ra hiệp sĩ Trừ Giang nên mới lấy được vợ. Thì cũng giống như anh, chạy xe lạng lách ẩu tả nên mới đụng em, giờ mới được em yêu đến giờ này nè. Đúng, cuộc đời có những cái ngẫu nhiên mà mình có định được đâu, đã khiến cho duyên nợ bị buộc ràng. Hoàn cảnh của má em vì tình vì nghĩa nên buộc lòng phải bước một bước thêm. Chẳng khác nào hoàn cảnh của chúng ta, gặp nhau nhờ anh lạng lách hóng đá. Đụng em té nhào em ngã anh nâng, cho nên giờ đây mình mới được như vậy, kỷ niệm một mối tình nhờ chiếc thông đa. Bởi vậy khi nơi đây mở quán, cái thỉnh thoảng em hay đến ngồi để ôn nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Em á, đúng là một con người đa cảm đó. Ủa, cô cậu tới hồi nào mà tôi không hay vậy? Hả? Đến chừng chị hay được hả? Chắc là kẻ gian đã dọn sạch đồ chị không chừa món nữa. Giỡn à, đâu phải dễ ăn. Em uống gì? Cá chanh đi.
cho một cái đá chanh, một cây đánh cha. Xong ngay. Bà chủ này bà vui tánh quá à. Bà có đến nhà em 2-3 lần gì đó. Nghe nói hồi trước đó, bà cũng mê ông Dượng em lắm á. Chà, nói vậy Dượng cũng có số đầu qua dữ gì à. Chắc bằng anh đâu. Trời, anh mà có gì, anh hiền còn hơn là ma sơ nữa. Thôi, em tin không có nổi đâu. Không tin thôi. Anh ở bển á, anh thiếu gì đào. Mai mốt anh về bển, cái con nhỏ này, con nhỏ này, cái con nhỏ này. Trời, gì vậy em? Kìa Sương, em đừng có làm vậy. Coi chừng bà chủ bả mà thấy được là bả cười đó. Anh đã nói với em á là anh không giống như những người khác đâu. Nếu em không tin anh hả, anh thề cho em coi á. Thôi, đàn ông mà thề cũng giống như là nước đổ đầu vịt vậy đó. Trời ơi, em đừng có nói em vậy. Em có biết anh đang tính gì không? Anh tính gì? Mình sẽ làm lễ đính hôn trước khi anh về bển. Làm lễ đính hôn? Ừ. Mình, anh nói thật hả? Bảo đảm 100% luôn. Mình, em mừng quá. Mình à, anh đã ban hạnh phúc cho em. Anh là vị cứu tinh của đời em. Nhưng mà biết ba má anh có đồng ý không? Anh đã lớn tuổi rồi, anh có quyền quyết định cuộc đời của anh chứ. Thời buổi này á, làm gì mà có cái chuyện cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó nữa. Phải, thời buổi này mưa từ dưới đất mưa lên, cho nên con cái thường được ăn trên ngồi trước. Kìa, lễ đến đây để làm một kẻ trộm đứng nhìn người ta ăn cắp tình yêu của mình. Cô là ai? Cô nói gì vậy? Tôi nói điều tôi đã nói. Minh, cô này là ai vậy anh Minh? Một cô bạn cũng ở bên đó. Lần này anh về cùng chung chuyến với cha con cổ. Tôi không phải là bạn, mà là vị hôn thê của anh ấy. Trời ơi, hôn thê. Minh, có thật như vậy không anh Minh? Làm gì có chuyện đó. Tại sao em lại tin cô ta? Vì đó là sự thật. Cô nói láo. Láo à? Ba anh với ba tôi đã có lời đính ước ba sinh, và có để sẵn lễ vật làm tin. Đính ước? Đính ước là cái quái gì? Cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định. Không ai có thể khống chế và thỉnh đoạt. Nếu không ăn đời ở kiếp á, thì ai chịu chuyện này? Tôi thương anh, cho nên đã in ký trong lòng. Anh muốn cãi lại lời hứa của cha mẹ hay sao? Chữ hiếu không phải là cúi đầu phủ phục một cách mù quáng ngu si. Tôi chống lại cái bất công của cổ tục phong kiến. Minh, em sợ lắm Minh à. Không có gì em phải sợ. Tất cả là do nơi anh nè. Nhưng mà người ta đã đính ước với anh rồi. Em thừa thãi, em cúi đầu chấp nhận. Em đúng, đó là một ý nghĩa khôn ngoan và an phận. Cô câm miệng lại đi. Sương, em đừng có nên yếu đuối. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Anh yêu em, anh thề sẽ bảo vệ tình yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Sương à, tình yêu? Một ông kỹ sư tương lai lại đi yêu một cô gái què quặt như thế này à? Một ông kỹ sư tương lai lại đi yêu một cô gái què quặt như thế này à? Khốn nạn, cô là một con người tàn nhẫn độc ác mà. Chính sự tàn nhẫn của kẻ khác đã biến cho lương tâm mình đen tối. Chính sự độc ác của người ta đã biến mình đổi thay.
Người ta đã chà đạp lên niềm tin và hạnh phúc của tôi. Người ta đã cướp đi nguồn sống của tôi. Thì tại sao? Tại sao không cho tôi cái quyền được trả thù? Sương, đó là lời lẽ của một kẻ điên. Em đừng có để tâm phiền muộn nha Sương. Trong thuở ấu thơ, tôi đã gánh chịu biết bao nhiêu là điều bất hạnh đổ ập xuống đầu tôi. Lúc đó tôi đã than thân, trách phận và khóc, khóc rất nhiều nước mắt. Giờ đây không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi còn có thể chịu đựng tất cả những gì xảy đến cho tôi. Hãy trừng phạt tôi đi, hãy hành hạ tôi nữa đi, để thỏa mãn lòng ích kỷ. Rồi sau đó xin mọi người rộng lòng thương xót để buông. Một cô gái tật nguyền không khổ, mười mấy năm sống nhúc nhằn cay đắng. Ánh mắt nụ cười chưa hoàn trả được niềm vui. Em đừng có nói như thế. Cho dù em có là gì, em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em. Tình yêu của anh đối với em không bao giờ thay đổi. Đúng là một tình yêu cao cả và nhân đạo. Nè,
coi chừng đó chỉ là một sự thương hại mà anh đã lầm tưởng với tình yêu thần thánh. Trời ơi, cô là một con quỷ, cô là một con rắn độc. Cô hãy đi ngay, nếu không tôi giết cô bây giờ. Đi. Được, tôi đi đây, tôi về đây. Nhưng tôi sẽ nói với ba tôi chuyện này. Ông ấy sẽ làm gì tôi? Tôi bất cần. Tôi chấp nhận tất cả. Cô hãy đi. Đi cho khuất mắt tôi. Đi. Nè, tôi khuyên cô đừng nên đèo bồng. Cô tàn tật thì không thể nào trèo cao được đâu. Coi chừng té lần này hết phương cứu chữa đó. Cô hãy nhìn kỹ lại thân phận của cô đi. Sự nghèo khổ và tật nguyền không thể nào nắm giữ được tình yêu một cách bền vững. Hay là cô chấp nhận đây là một cuộc vui trong thoáng chốc, một cuộc tình qua mau của hạng gái đứng bên đường. Sương à, em đừng nghe những lời khốn nạn đó mà Sương. Minh, anh về với người ta đi Minh. Kìa Sương, tại sao em lại nói anh vậy? Tại vì em linh cảm rằng tình yêu của chúng mình cũng chẳng đi được đến đâu. Không, anh hứa bằng bất cứ giá nào anh cũng không bỏ cuộc. Khó khăn lắm. Đôi khi đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Có lúc nào anh nhìn thấy trên mặt sông phẳng lặng dần trăng rọi in hình dưới bóng nước. Đẹp, đẹp vô cùng. Rồi bỗng nhiên có ai đó ném một hòn đá xuống sông, khiến cho dần trăng tan ra từng mảnh vụn. Từng mảnh vụn. Nhưng khi mặt nước yên thì dần trăng kia sẽ tụ lại. Rồi người ta lại tiếp tục ném thêm một hòn đá, và nhiều hòn đá nữa. Không được đâu Minh ơi. Sương à, em đừng làm anh rối trí mà Sương. Anh hãy về với người ta đi. Người ta đẹp, người ta giàu. Còn bản thân em xấu xí mang tật nguyền, mang khổ đau trong lòng mà thân nghèo sánh sao bằng ai. Thôi anh hãy mau về cho lòng trong tim này nào có thương gì đâu. Trăm năm nhớ đâu đôi ngày mà thề hứa thì anh phải nghe theo. Xưa kia chớ nay đâu còn mà gia đình bảo sao cũng quy dân. Một ngày kia khi mặt trời phương đông vừa bừng lên ánh lửa, anh sẽ dìu dắt em đi trên những đường phố nhỏ, bước vào cổng du quy hai đứa ta nên giờ
nên chồng. Em sợ giấc mơ kia rồi đây sẽ không thành. Giữa chúng ta hình như có một cái gì ngăn cách, một cái gì chưa đến đã rồi xa. Không, anh tin rằng không có điều gì trắc trở, cho dù hai đứa ở hai nơi. Anh hứa từ đây và mãi mãi sau này, yêu chỉ mình em thôi chứ không hề. Được số mạng thì làm sao biết những gì xảy đến ở tương lai? Tất cả đều do ở niềm tin. Chúng ta cần phải phấn đấu cho ước mơ trở thành hiện thực. Mình ơi, em biết nói sao đây cho anh hiểu rõ nỗi lòng của một cô gái trời sinh ra bất hạnh, tuổi âu thơ nụ cười đã tắt trên vành môi bé bồng. Cho đến lúc lớn khôn thì niềm vui đến khi tình cờ gặp được anh, em chợt nghe như trong tim mình nhóm lên ánh lửa, mắt sáng ngời long lanh như khao khát, đôi môi bồng bắt đầu nở nụ cười. Đó, em thấy không, anh đã mang đến niềm hy vọng cho em và mang tất cả đến cho em một tình yêu trong sáng. Minh à, nhưng mà em vẫn sợ định mệnh không chiều theo ý muốn của mình được đâu. Sương, Sương ơi, định mệnh vẫn thường hãy khắc khe, nhưng có đôi khi định mệnh cũng chiều theo tấm lòng trong sáng. Chúng ta yêu nhau bằng một tình yêu chân thật, không lọc lừa, không dối gạt lẫn nhau. Anh tin rằng trời đất sẽ công minh, không đối xử với chúng ta quá tàn tệ. Không nỡ cướp đi của chúng ta niềm hạnh phúc mà chúng ta đã tạo ra bằng ý chí với tình thương. Sương ơi, cơn sóng gió nào rồi cũng sẽ đi qua, em hãy ngẩng mặt lên nhìn trời cao rộng, nhìn đôi chim chắp cánh tung bay mừng nắng sớm và cố gắng quên đi bao nỗi ưu phiền. Tôi như một kẻ vượt dốc, cố gắng trèo lên để nhìn cho rõ mặt trời trên đỉnh núi. Tôi lên được nửa chừng, màu nắng loáng thoáng hiện ra nơi tầm mắt. Bỗng nhiên có một cơn giông hốt tôi ngã xuống hố sâu. Đứng dưới này nhìn lên chót vót núi cao dồi dồi, tôi thấy chán nản và kiệt lực vô cùng. Có lẽ là Sương à, em đừng nói thế, hãy can đảm lên em. Để làm gì nữa, hết rồi, hết rồi. Sương, em có lẽ tinh thần em đã quá mỏi mệt. Thôi, để anh đưa em về. Không cần, em về một mình cũng được.
Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không? Kìa, anh hình như... Tôi ở đậu nhà chú Ba Thạch. Đúng rồi, hèn chi tôi nhìn thấy anh quen quen. Tôi là Trường. Còn tôi là Minh. Mời anh ngồi. Anh uống gì? Cảm ơn, tôi mới vừa uống xong đằng kia. Có chuyện gì không anh? Tôi muốn nói với anh chút chuyện. Anh cứ nói. Hình như anh ở ngoại quốc về. Phải, mà sao anh biết? Chú Ba Thạch đã kể cho tôi nghe. Hình như còn khoảng 2 tháng nữa thì anh đi. Ủa, sao anh rõ về tôi quá vậy? Hình như anh và Sương yêu nhau. Đúng. Nhưng mà ai nói với anh? Tôi nghe chú Ba Thạch nói. Trời ơi, cái ông già này sao không nhiều chuyện quá. Chú Ba không có nhiều chuyện đâu. Vì chú Ba coi tôi như người trong gia đình, cho nên bất cứ chuyện gì ổng cũng đều thông qua cho anh biết hết, phải không? Anh đừng nói vậy, chú Ba là cha chú. Tôi đồng ý, nhưng tôi không thích đem chuyện của người này kể cho người khác nghe. Có lẽ là anh hơi khó tánh. Như vậy mà khó tánh sao? Bây giờ ví dụ tôi chưa hiểu gì về anh nhiều, mà tôi lại đem đời tư của anh kể cho người khác nghe với những suy diễn lệch lạc, thì anh nghĩ sao? Điều đó lại khác. Không khác chút nào hết. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một điều. Anh yêu Sương có thành thật không? Anh lấy quyền gì để hỏi tôi như thế? Đó là chuyện cá nhân của tôi. Không phải chỉ riêng cá nhân anh, mà nó có liên quan đến cuộc đời của Sương nữa kìa. Rồi sao? Nếu anh giở trò điểu cán. Nè, coi chừng anh đã xúc phạm tới tôi rồi đó nghe. Không những tôi chỉ xúc phạm bằng lời nói, mà tôi còn có thể giết anh. Nếu anh muốn giở trò trốn mạng, chơi qua cho biết mùi qua, rồi bỏ trốn đi xa. Tôi không biết rõ lý do tại sao anh đến đây hăm dọa. Sương có dính dáng gì đến anh mà anh lại muốn bên? Tôi với Sương sống chung với nhà suốt 4-5 năm, tình cảm thân thiết đậm đà như ruột thịt bà con. Nếu anh và Sương yêu nhau bằng mối tình chân thật, tôi sẽ rất yên tâm vì hạnh phúc của Sương. Anh nói thế có nghĩa là Sương là một cô gái đáng thương, cần được nâng niu chăm sóc. Nếu kẻ nào mang đến hạnh phúc cho Sương, tôi rất mừng. Bằng ngược lại, anh yên tâm đi. Tuy tôi chưa hiểu ý của anh, nhưng có thể đoán biết. Tôi xin thú thật với anh là tôi yêu Sương rất là chân thành, không lợi dụng mà cũng không hề tính toán. Tôi dự tính trước khi trở về bên ấy, tôi và Sương sẽ làm lễ đính hôn với nhau đó. Vậy thì tốt. Chỉ cần vậy thôi, tôi rất yên lòng vì những điều anh nói. Xin chúc mừng cho hạnh phúc của anh và Sương. Chào anh. Lạ lùng thật, sao bỗng dưng... À, có lẽ anh chàng này cũng yêu Sương, nhưng lại là một con người biết điều và có tấm lòng cao cả, luôn muốn người mình yêu được hưởng hạnh toàn vẹn. Cuộc đời nghĩ cũng thật trớ trêu chứ. Cậu, đá chanh có rồi này cậu. Đi uống giùm tôi luôn đi. Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? Ê, tôi bán tôi đâu có uống chi. Tôi uống mỗi ngày rồi mà, trời kỳ vậy, trả tiền. Sương, 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 em vào đây đã. Anh để em về. Không được, em phải nghe anh nói. Còn gì nữa? Em thật không ngờ, em không ngờ anh lại giở trò tác tệ đến như vậy. Không phải đâu Sương à,
Em hiểu lầm anh rồi Sương à. Phải, tôi đã hiểu lầm. Tôi đã hiểu lầm vì trót tin những lời dối gian, nên giờ đây tôi mới chịu ông sầu như vậy, mới chịu khổ như thế này. Tôi đã lầm nên nuốt nhầm trái đắng, mà tưởng rằng mình đang hút mật ngọt thơm ngon. Nơi đầu môi chót lưỡi kẻ vô tình khiến lòng tôi nát tan, không biết phải làm sao hơn. Sương ơi, anh khuyên em nên suy xét cạn cùng, chớ đừng quá ghen hờn mà dối trách phiền anh. Còn gì nữa đâu, trước sự thật chán chường, anh ôm ấp kẻ yêu mình và ru ngủ cho người ta. Đó chỉ vì cô ấy sai nên không kềm chế được mình, khiến anh chịu quan tình. Mong em hiểu lòng anh. Lòng người như biển sâu, ai biết được đâu lường. Đàn ông xảo trá lọc lừa, tránh sao miệng đời mai mía. Thật tình anh đã nói, anh chỉ yêu mình em thôi, sao xem nỡ kết tội anh cho thêm buồn lòng nhau. Minh, chuyện kể ngày xưa, có một cô bé lọ lem sống hẩm hút nơi rừng sâu, mơ ước một mai kia sẽ được sánh duyên cùng hoàng tử. Nhưng nỗi ước mơ chưa biến thành hiện thực, thì một buổi chiều thu, cô gặp hoàng tử đang cặp tay cùng công chúa lân bang dạo bước trong rừng. Tội nghiệp cô bé lọ lem, cúi mặt ngẩn ngơ buồn. Minh ơi, có lẽ số phận em là như vậy đó. Trời sinh em ra để đài đọa xác thân em. Nhưng mà thôi, em cũng không hờn trách anh đâu, vì anh có quyền chọn cho anh điều hạnh phúc. Cô bé lọ lem sẽ trở vào rừng sâu yên ngủ, không còn mơ ước diễn vong đến một ông hoàng. Sương à, em đừng có hiểu lầm anh và Sương. Cô ta vì quá say rượu nên té vào lòng của anh, chứ anh đâu có làm gì cô ta đâu. Minh ơi, làm sao em có thể tin được chuyện gì đã xảy ra giữa một người con trai với một người con gái ngồi âu yếm bên nhau trong một căn phòng vắng lặng. Hòa chung nhịp thở, tay nắm trong tay, má tựa vai kề. Ôi hình ảnh đẹp nên thơ, đã vẽ lên hạnh phúc êm đềm của một tình yêu nồng nàn cháy bỏng, của một gia đình nề nếp cao sang. Em thì làm sao sánh được với người ta, thân khốn khổ tật nguyền lại nghèo sơ nghèo xác. Xin trả lại cho anh những gì trong kỷ niệm em về gối mộng cô đơn thầm khóc chuyện riêng mình. Sương,
Bình tĩnh lại đi em, đừng quá nông nổi mà thốt ra những lời cay đắng như vậy Sương à. Em không biết phải làm sao bây giờ, có lẽ là em chết mất. Sương ơi, hạnh phúc nào được tạo ra cũng lắm chua cay, cuộc tình nào đẹp cũng mang nhiều nước mắt. Chúng ta đã trải qua một thời gian thử thách, có hờn giận vui buồn cũng hiểu được lòng nhau. Anh đã hứa với em là mai này mình sẽ dìu dắt nhau đi trên đoạn đường đời trăm ngà, cho dù nắng mưa có xoáy mòn cuộc sống, mình vẫn kiên gan không nản chí siêu lòng. Bao nhiêu chân tình anh đã bỏ hết cho em, để cho em hiểu tấm lòng anh luôn luôn chân thật. Hờn ghen trong những phút giây nông nổi khiến cho tình mình dội chập cánh bay cao. Nhưng mà em khổ lắm. Có gì đâu mà em khổ. Anh với người ta. Anh đã nói với em rồi, không có chuyện gì hết á. Em không thấy cô ta đang nằm ngủ như chết đó sao? Làm sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Trời ơi, là trời ngó xuống mà coi đây nè. Ông ngó xuống, ông thấy, ông cũng nói đâu. Như vậy em nói ông trời cũng đồng lõa với anh nữa sao? Chứ còn gì nữa. Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn của con Chúa ơi. Thôi đi, gây nên tội rồi còn xin tội làm gì chứ. Tôi có tội hồi nào? Ủa, bác đi đâu vậy? Má, sao má biết con ở đây? Má có biết gì đâu, má đi tìm ba con. Ba con? Ba con ở đâu mà tìm? Thì hôm trước đó, ba con có cho địa chỉ cho má đi nè. Con coi lại có đúng không? 333 Lê Quý Đôn. Đúng là địa chỉ ở đây rồi. Nhưng mà bác trai tên gì bác? Tên Trung. Hả? Bác trai tên Trung? Phải, Nguyễn Chí Trung. Đúng rồi, Nguyễn Chí Trung. Đúng rồi, trời ơi, tại sao lại có chuyện này xảy ra như thế này? Hả? Cậu Minh, cậu nói vậy nghĩa là sao? Dạ không sao cả. Không có gì đâu bác à. Bây giờ bác và em Sương ở đây đợi con, để con đi tìm ông Trung về ngay lập tức. Bác đừng có đi đâu hết nha. Con sẽ trở lại liền. Nhớ nghe bác, con đi nghe bác. Nhớ nghe bác. Sương, cậu ta làm gì vậy con? Con có biết gì đâu. Sao cậu ta và con có mặt ở đây? Anh ấy cũng ở đây mà. Cậu Minh cũng ở đây. Ủa, sao lạ vậy kìa? Con đến đây mấy lần rồi? Dạ, lần này là lần thứ hai. Lần trước con có gặp ai không? Dạ không, chỉ có một mình anh Minh à. Đó, tôi đoán không có sai mà. Chồng cũ không rủ cũng tới mà. Ông đừng có nói lẳng nhắc thà. Ủa, sao có con Sương ở đây nữa kìa? Dạ, con đi tìm anh Minh. Má thì đi thăm chồng cũ, con gái thì đi kiếm người yêu, hợp dơ quá mà. Ông đừng có nói bậy nha. Lớn đầu rồi chứ phải còn nhỏ nhất gì đâu mà ông ghen bóng ghen gió vậy. Ghen có hình tượng đàng hoàng chứ không phải ghen bóng ghen gió gì hết á. Bộ bà không nghe người ta nói hả? Người ta nói gừng càng già càng cay, trai càng già càng bốc máu, ghen tởm. Tôi tìm con Lệ chứ không phải như ông nghĩ bậy đâu. Chỉ có trời mới biết. Hổm rài tôi rình rạch theo dõi dữ lắm. Tôi giữ bà như là giữ con tôi vậy. Để quên, như là bồ câu giữ trứng vậy. Cho nên hồi nãy tôi thấy bà xẹt đi là tôi theo dõi liền. Cũng giống như là công an theo dõi bọn tội phạm. Quả thật y như trong kinh. Tôi đã nói với ông là không phải.
còn cái gì nữa mà không phải. Trời ơi, đây là nhà của người ta đó, ông đừng có la lối như vậy. Nhà của ai kệ, tôi ghen tôi có quyền la đó. Tôi mời công an tới đây bây giờ nè, lập biên bản nữa là khác. Trời đất ơi, tôi lại ông. Lại đi. Trời tôi lại ông đừng có làm xấu hổ ở đây. Thiên hạ họ cười đó. Xấu quá trời xấu rồi. Dượng à, thôi đi, chuyện đâu còn bó đó mà. Dượng nóng nảy quá không có nên đâu. Không nên, không nên thì tao cũng quậy. Quậy tới chừng nào á nó đổi bọt thôi à. Ông quậy hả? Ừ. Quậy đi. Ông quậy tôi quậy cho ông coi. Bà thành phải không? Còn quậy đục bằng tôi không? Ông đánh đi. Tôi tưởng ông là người biết điều nên tôi mới chịu về ở với ông. Nếu mà tôi biết như vậy đó là tôi cuốn gói tôi theo người ta đi ngoại quốc rồi. Bà, bà nói thiệt sao bà? Tôi nói thiệt đó, tôi không có nói dốc đâu. Tại vì tôi thương bà nên tôi mới hành động nông nổi như vậy. Nếu mà bà bỏ đi tôi biết sống với ai đây? Ôi thiếu gì mấy con mẹ chủ vựa tôm vựa cá đó. Ôi thôi, mùi cá lóc chết thử rất chắc ói quá. Bây giờ tôi hỏi thiệt ông nè, ông có thương tôi không? Trời đất, bà còn muốn thử cái bụng của tôi nữa hả? Trời ơi, tôi sẽ nhào đầu ra ngoài xe cho cán chết cho rồi để cho bà coi à. Nếu ông thương tôi á thì ông nên đi về đi. Tôi gặp mặt con Lệ một chút xíu á rồi tôi sẽ về liền. Má con nói vậy á thì Dượng nên nghe lời má con đi. Nghe thì Dượng cũng muốn nghe lắm, nhưng mà bụng không có đặn, hơi rung. Hiện giờ đang nhảy điệu lambada nè. Dượng về trước đi, chút nữa con với má về sau. Về thì về, mà tao giao kèo với mày nha. Tao giao má mày cho mày giữ đó nha mày. Mất bà rồi mày phải kiếm một bà khác giống y má mày từ A tới Z mày thường cho tao rồi nha. Rồi con chịu trách nhiệm. Vậy dựng bụng rồi đó. Thôi anh về như em Ngọc. Nhớ đừng bỏ đi luôn, là anh chết rồi nha. Về trước giờ xổ số nha em. Trời ơi, già rồi cũng ghen nữa trời. Má, tại Dượng thương má chứ bộ. Hiền thầy gì nữa? Dặn Hiền thầy này nè, thằng chả có năn nỉ ỉ ôi kiểu nào cũng đừng siêu lòng nha không. Vững nha không, vững như bàn thạch nha. Con vậy thì tôi về tôi mới không phập phồng. Thôi về đi bà. Về thì về, mày sợ bị cấm sừng quá. Thôi về đi. Địch thủ của tôi đây rồi. Cô định giở trò gì nữa đây? Người tình của cô đâu rồi? Ủa, bà là ai? Bà đến đây để làm gì? Tôi là mẹ của nó. À, thì ra cô đưa mẹ cô đến để nhìn mặt chàng rể quý hả? Hạnh phúc quá. Một thứ hạnh phúc mà tôi đang thèm thuồng khao khát và đã bị người ta cướp đoạt trên tay tôi. Tôi không cướp đoạt gì của ai hết. Lão, cô nói lão. Chính cô đã cướp đoạt của tôi. Chính cô đã dạy xéo trái tim tôi để cô bước lên cái lâu đài mà cô xây dựng. Sương, cô ấy nói gì vậy con? Không có gì đâu má. Bà là mẹ, tại sao bà không biết dạy con? Sao bà không dạy con bà điều hay lẽ phải, mà bà lại dạy con bà đi cướp đoạt tình yêu của kẻ khác chứ? Sương, tại sao có chuyện như vậy hả Sương? Tại sao con để người ta làm nhục má? Má, má ơi, con biết ngay làm sao bây giờ hả má? Con có tội tình gì đâu. Nếu bảo yêu nhau là một cái tội thì xin trời đất hãy trừng phạt con đi. Cho họ vui
cuộc đời sao la lai, yêu nhau mà vẫn chịu đắng cay. Tôi biết phải làm gì đây, khi đứng trước cảnh tràng này. Còn thế nào mới phải? Cô không dám nhận chịu điều xấu xa của cô đã làm hay sao? Không, tôi không có làm điều gì xấu cả. Lệ, chuyện gì xảy ra đó Lệ? Kìa, ông. Bà hỏi con, chuyện gì xảy ra? Tại sao con không nói? Hả? Cô này đã quyến rũ anh Minh. Rồi sao nữa? Nói. Rồi con có trách cổ. Trách hay là chửi? Dạ, trách. Con bà này, con đã nói gì với bà? Con nói, nhưng mà tại sao bà lại muốn Minh giận cho họ? Chuyện đó mày sẽ biết sao. Mày đã nói gì với bà? Con nói bà là mẹ mà không biết dạy con. Bà để cho con bà đi cướp đoạt người yêu của kẻ khác. Khốn nạn! Ông, không phải bà không biết dạy con, mà là tao nè, tao không biết dạy mày, cho nên mày mới thành hư hỏng. Bà đánh con. Lần đầu tiên trong đời con bị bà đánh con. Nhưng tại sao, con không biết tại sao bà binh vực người ta để bà đánh con như vậy? Tại vì sao? Hai người ấy là mẹ và chị của mày đó. Bà nói là má và chị hai của con đó. Làm gì mới được chứ? Em là em của chị mà. Chị thương em không hết thì có lý nào chị lại mắng chửi em? Vì mà em đã nguyền rủa chị, em đã gọi chị là, trời ơi, mà
dập đầu cúi lại, mong chị tha thứ tội tình một đứa em dại khờ đã làm chị khổ đau thêm. Chị không phiền trách em đâu, đó chỉ do hoàn cảnh gây ra. Đến giờ này mới được gặp nhau. Ôi thật tay đắng cay, làm cho ba đau buốt tâm hồn. Thảm trạng trong gia đình, tất cả đều do ba. Trời ơi ai có ngờ đâu, hai đứa con gặp nhau trong cảnh đoạn trường, khiến tôi tim ruột tầm gan. Ma, ma ơi, con chỉ là một cô gái quen thổi phong lưu. Thuở ấu thơ đã được ba nuông chiều chăm sóc, cho đến tuổi lớn khôn thì tự nhiên mang niềm kiêu hãnh. Và cứ nghĩ rằng trong cuộc sống xa qua mình được hơn xảy ra như thế này. Tất cả là do ở nơi tôi mà. Cũng không hẳn là như vậy, phải nói rằng hoàn cảnh thì đúng hơn. Chị ơi, chị ơi, em không ngờ cho đến ngày hôm nay em vẫn là một cô bé ngộ ngáo luôn làm khổ chị. Chị thương em mà em không hề cảm xúc, em ghét chị mà chị vẫn chị ngã lăn xa nền đất. Chị vô ý nên không làm sao giữ được, nên vừa khóc vừa la, còn em thì vô tay cười. Em à, tuổi thơ nghịch ngợm vui đùa thì có gì đáng nói. Đến giờ đây em ý thức được rồi, vì em còn muốn tranh giành với chị một tình yêu. Không, Lệ ơi, không phải chúng ta tranh giành, mà chỉ vì chúng ta chưa được biết. Cho dù sự thể có như thế nào chăng nữa, chị muôn đời vẫn là chị của em. Nếu ngày trước chị đã từng thương em, thì giờ đây chị lại càng thương em.
lại đưa em chung dòng máu sâm thành. Lễ ơi, bao nhiêu tình cảm chị đều gửi về em, còn tất cả đối với chị không có gì quan trọng. Em đừng nghĩ vẫn dơ để lòng mình dương dân với bao nỗi niềm cay đắng xót xa. Thưa bác, chắc bác đã biết. Bác đã biết tất cả rồi. Minh, bây giờ tùy cháu định liệu. Thưa bác, cháu thú thật với bác là cháu đã yêu Sương. Không, tôi không hề yêu anh. Chị hai. Sương, em nói gì lạ vậy? Tôi nói rằng tôi không hề yêu anh. Trời ơi, Sương, tại sao con lại như thế này? Chị hai, Sương. Nó đã bị ngất xỉu rồi. Minh, cháu chạy ra kêu xe giùm bác. Mau lên. Dạ. Phải đưa nó vào bệnh viện gấp. Đi đi cháu. Sương ơi, tỉnh dậy đi con. Chị hai ơi, chị đừng làm em sợ mà. Tỉnh dậy đi chị hai. Đừng có muốn buồn lắm như vậy, không ích gì đâu. Dạ thưa bác, có xe rồi kìa bác. Cháu, âm giùm nó ra xe. Đi mau lên. Dạ. Đi. Gì? Có phải tất cả đều do tôi gây nên? Tại sao trời đất không trừng phạt tôi mà lại khiến chị tôi gánh chịu? Tại sao? Chị ơi! Tương tư sầu muộn, phải chồng cũ không rủ cũng tới, chồng mới không đuổi cũng muốn đi. Cuộc đời thiệt là trớ trêu, kéo cặn ngỏng. Ông đừng có nghĩ quý cho tôi. Từ hồi thằng Trải về đây tới giờ, tôi thấy cái bản mặt của bà nhìn tôi á, không có chút xíu nào mùa xuân hết á. Tại vì tôi lo buồn chuyện khác mà. Trên đời này không có chuyện gì mà thiêng liêng hết, cao cả cho bằng chuyện tình yêu hết á. Đúng. Như vậy là bà còn thương thằng Trả phải không? Không. Bà làm tôi khó hiểu quá đi. Có một điều khó hiểu nữa là ông đừng có ghen bậy. Ghen bậy? Ghen bậy hả? Tôi ghen với người chồng cũ của bà chứ đâu phải là ghen với cái thằng bá dơ ngoài chợ đâu mà ghen bậy. Bà vô tình lắm. Ổm rài. Bà không nhìn thấy tôi sụt mất 4-5 kg rồi sao? Tội nghiệp cho người chồng đáng thương của tôi quá. Đừng nói cái giọng đó. Tôi không phải là cái người chồng đáng thương, vì tôi không cần ai thương hết trơn trời á. Trước kia tôi tưởng rằng hắn đã chết rồi kìa. Thì tôi cũng lầm tưởng như ông. Ngày trước tôi không đủ can đảm đợi chờ, nên mới biến mình thành một con người phản bội. Giờ đây tôi không thể nào tiếp nối diễn vai trò phản bội lần thứ hai. Tôi không muốn cho mọi người khinh khi nguyền rủa xấu hổ đến tôi. Cuộc đời tôi rốt lỡ phận rồi, thank you.
cũng một thời sống chung. Thật tình mà nói, người đàn bà nào lại không muốn giữ tiếng thủy chung để sống vì một ông chồng cho đến khi răng long đầu ba. Nhưng số phận đôi khi nghiệt ngã, về ghen ghét kiếp hồng nhan nên trời bắt vài phong. Mười mấy năm qua tôi chịu khổ âm thầm, sống mà tưởng như mình đã chết, hiện diện trên đời mà tưởng như mình đang ở cõi vua. Ngày ông ấy vẫn buông lễ ra đi, hơn một lần tôi đã nghĩ về cái chết, nhưng làm sao tôi bỏ con xưa cho đành đoạn, khi nó chẳng có một người thân lấy mang cảnh tật nguyên. Thì bây giờ ông trả về rồi đó, giàu sang có địa vị thì bà cũng có thể bỏ rơi ông. Đúng, đó là một cái lối thoát vẹn toàn nhất. Ôi lời nói mỉa mai có phần hơi ác độc vô cùng, tại chi trước kia tôi đừng bước thêm bước nữa thì có lẽ giờ này tôi không mang nỗi khổ tâm. Tôi mong rằng ông hiểu cho tôi, đừng hành hạ tinh thần tôi thêm rời ra. Nỗi đau xưa còn in hằn bao dấu vết, cùng đừng khơi lại đâm cho thêm. Nếu còn thương và còn nghĩ đến chút nghĩa keo sơn, chút tình chân vui, thì xin ông hãy đóng một vai người chồng như vậy. Bà cho rằng tôi là kẻ nhỏ nhen ích kỷ hả? Tự ông hiểu lấy. Con người không phải gỗ đá nên không thể nào thản nhiên đứng trước sự việc xảy ra. Lương tâm tôi không làm điều gì có lỗi. Tôi biết bà còn mê chả dữ lắm mà. Đó là chuyện quá khứ. Nhưng quá khứ là một cái dấu ấn đóng sâu vào trong trái tim con người, không thể nào xóa nhòa đi được. Ông đừng hành hạ tôi nữa. Bà, tôi xin lỗi, tại vì tôi quá thương bà nên đã hờn ghen vô lý. Thôi thì bà cũng đừng giận tôi nha bà. Hình như con nghe Dượng và má đang đấu võ mồm phải không? Không dám đâu. Dượng mà mọc nanh cũng không dám thi đấu với bà. Nói vậy Dượng cũng ngán má con sao? Không ngán gì, nhưng mà cũng hơi quận quận chút à. Hả? Sao bữa nay nhìn thấy mặt con có vẻ hồng hào hơn hồi đó rồi nha. À, chứ không phải như cái hôm mà bị ngất xỉu rồi đưa vô bệnh viện. Trời ơi, ngó chẳng khác nào mấy cái tay mà chơi nghiện xì ke ma túy. Dượng nói quá. Thôi, Dượng cũng xỉn xỉn đã rồi, sao Dượng đi ngủ à. Bà vô dỗ tôi ngủ đi bà. Thôi đừng nói xàm mà. Lớn rồi mà còn mắc cỡ nữa kìa. Má, hồi nãy Dượng nói gì với má vậy? Ông ghen đó con. Với ba con hả? Tội nghiệp, Dượng cũng thương má lắm. Má biết nên má không muốn làm điều gì khiến cho ông buồn.
Vậy mà à Sương, dạ. Còn chuyện của con. Chuyện của con? Chuyện gì hả má? Cậu Minh tính sao với con? Còn gì đâu mà tính. Lệ nó đã yêu anh ấy rồi má. Trời ơi, má không biết phải nói làm sao đây. Dầu gì hai đứa cũng đều là con của má. Nhưng má thương con vì con chịu nhiều nỗi đắng cay bất hạnh. Suốt 20 năm trời, má đã săn sóc đùm bọc cho con. Lệ nó còn đáng thương hơn con nữa đó má. Mới 4 tuổi đầu, nó đã sống xa rời tình thương của mẹ. Nhưng má không muốn Lệ làm khổ con. Má à, không đâu, con không có gì phải khổ đâu. Con là chị, ngài còn nhỏ tuổi, con đã biết nhường nhịn em con. Con biết nhường nhịn cho em thì không lẽ lớn lên con lại đi tranh giành với nó. Má, má yên tâm đi, con đã chọn cho con một lối thoát. Một lối thoát? Má, con sẽ lấy anh Trường. Lấy cậu Trường? Nhưng mà con đâu có yêu cậu ấy. Đành vậy, chứ không còn cách nào khác hơn được nữa đâu má. Sương. Má à, anh Trường, anh về lúc nào vậy? À, anh cũng vừa vừa mới về đến. Anh đến đây, em nói điều này cho anh nghe nè. Hai đứa ở đây nói chuyện, để má vào trong lo cơm nước nha. Anh Trường nè. Ừ? Bữa nay em báo tin cho anh mừng. Tin gì mà vui dữ vậy? Em sắp lấy chồng phải không? Đúng, em sắp lấy chồng. Và người chồng của em là ai? Đố anh biết. Là một tên bù nhìn. Một thằng hình nộm hiện diện trước mặt em, nhưng lại không có mặt trong tim em. Anh Trường, anh... Lúc nãy tình cờ vào anh nghe lóng được. Sương à, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh biết, em có yêu anh không? Sương, em cứ thành thật mà nói. Đúng, thà như vậy tốt hơn. Em trả lời với anh đây. Bây giờ thì em chưa yêu anh, nhưng sau này, sau này có thể. Sương, có phải là em đang trốn chạy? Trốn chạy cái gì? Tình yêu. Anh Trường. Sương, anh biết điều anh nói ra làm cho em buồn, nhưng mà anh không phải là một con nai, cũng không phải là một con cáo. Con nai thì rất khờ khạo đáng thương, con cáo thì ma mãnh thủ đoạn. Anh là một con người rất trung thực với bản chất của mình, chấp nhận cái thua mà không ghen hờn đố kỵ. Nhưng anh không muốn đóng một vai trò phụ thuộc, chờ đợi nhân vật chính bị người ta xua đuổi để nhào vô nhận lành thay vai. Thiên thân làm trò cười cho kẻ khác. Anh yêu em không hề gian dối, dù chỉ anh mê thầm trong nỗi tuyệt tình đơn phương. Em hiểu cho anh
còn xa cách. Sợ rồi đây kẻ chung bước cùng anh quay đầu nhìn lại phía sau để tìm những dấu chân xưa đã hằn sâu trong kỷ niệm. Để nghe hồn ra rời theo từng cơn mộng mị chợt tức giấc giữa khuya ngồi thở văn than dài. Sau này hai tâm hồn hai lối rẽ chung một mái nhà nhưng không một niềm tin. Anh thì cứ mãi dằn vặt lo âu, em thì vẫn nuôi tiếc nhớ nhung về quá khứ. Làm sao chúng ta có được những phút giây ân ái để chung hưởng cùng tình vợ chồng. Trường ơi, em tin rằng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc. Em sẽ cố gắng để giữ tròn bổn phận một vợ hiền. Sương ơi, anh biết rằng đôi với em anh chỉ là một chiếc bóng mờ trong ký ức. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không ai có quyền ngăn cấm anh được yêu em. Anh sẽ mang mãi trong lòng một mối tình đơn phương song khắc khoải với những tháng ngày tàn lụng. Bao nhiêu ước mơ dù đã tan tành theo khói sông nhưng hình ảnh của em không phai được bao giờ. Không có em ngôi nhà này chắc cũng quạnh quẽ điều hiu. Còn ai nữa để cùng anh nhỏ to tâm sự trong những lúc trời mưa sụt sùi đêm tháng bảy dưới ngọn đèn dầu khi cúp điện về khuya. Trường, hãy tin em. Em sẽ cố gắng mà. Em sẽ cố gắng. Em sẽ yêu anh. Chắc chắn là em sẽ. Sương, anh đến đây. À, anh Trường, anh Minh. Anh còn đến đây làm gì nữa? Kìa Sương, tại sao em lại nói thế? Tại vì tôi không muốn đóng mãi vai trò lường gạt. Lường gạt? Lường gạt ai? Anh. Lường gạt anh. Trước kia tôi muốn lợi dụng anh để được bảo lãnh đi ra nước ngoài. Nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa. Sương, em đừng tự dối lòng. Em đừng làm khổ cả hai mà Sương. Không, tôi nói thật với lương tâm của mình, hoàn toàn thật. Tôi không có yêu anh đâu. Đây là anh Trường, người yêu của tôi. Anh ấy định hỏi cưới tôi làm vợ, có phải không anh? Hồi nãy đó, anh nói với em là tuần tới mình sẽ làm đám hỏi, phải không anh? Anh nói anh mời người ta rồi mà. Anh này à, thiệt á, tính sao mau quên quá à, phải không anh? Ha. Đúng ha. Nhưng mà anh đừng có ngại. Anh Minh đây là chỗ quen biết với ba em ở bển, chắc mình cũng phải mời anh ấy nữa chứ, phải không anh? Anh nè, anh nhớ đưa em đi mai áo cưới liền nha, kẻo mới kịp đó. Anh ơi, em thích mặc màu trắng lắm, nó tinh khiết nè, hồn nhiên và trong sáng cũng như là tuổi học trò vậy đó. Đố anh vậy chứ em mặc áo cưới có đẹp không? Sương à, thì ra là vậy.
Thật tôi không ngờ mình đã xa chân vào trong cạm bẫy. Cô đã đóng một vai trò vô cùng xuất sắc. Anh Minh, anh đừng nói nặng không hay, chuyện đâu còn gì có ý đó. Xương không phải hàng người, duyên vốn lọc lừa và sao trá. Còn gì nữa đâu, khi sự thật quá rõ ràng. Anh Minh, tôi sợ cho lòng người đổi trắng thay đen. Anh cứ nguyền rủa thêm đi, tôi nói thật với lòng, tôi chẳng hề yêu anh. Cảm ơn cô, đến giờ này cô mới cho tôi biết điều đó. Tuy muộn màng nhưng cũng còn kịp lúc. Thôi cũng tốt, cô không cần phải mang áo cưới để làm gì. Tôi mang theo đến đây và tôi định. Mà thôi, tôi cũng không cần đến nó nữa. Xin chân thành tặng lại cho cô để gọi là quà cưới. Chúc cô sống suốt đời hạnh phúc. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn cô đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn sự nhẫn tâm và lòng giả dối. Chào cô. Anh Trường, anh thấy em mặc áo cô dâu có được không anh? À, đẹp lắm. Em đẹp như là một thiên thần vậy đó. Một thiên thần gãy cánh. Sương à, hình như em hối tiếc điều gì em đã quyết định. Hối tiếc để làm gì hả anh? Sự lựa chọn nào cũng khó khăn. Thà cứ phó mặc đời mình cho định số. Em có tin rằng đời mình sẽ được hạnh phúc hay không? Có, hơn bao giờ hết. Trường, anh hãy tin em, hãy cố gắng dìu em bước qua một chiếc cầu đã gãy. Sương, dù chiếc cầu đã gãy, anh sẽ cố gắng dìu em qua bằng mọi cách. Để con sao sổ lòng, con sao thoát sang sông. Anh yêu em từ buổi gặp ban đầu. Anh thường ngắm nhìn em, nét dung nhan phản thất u buồn. Rồi tháng ngày lặng lẽ trôi qua, anh nghe hồn chất nặng khốn tương tư. Hình ảnh cô gái diễu hiền năm cho đến ban đầu. Em sẽ đông dai vợ hiền, còn anh một người chồng thủy chung. À, có lẽ sắp đến giờ làm lễ, để anh lên lầu coi hai bác đã chuẩn bị xong chưa. Dạ, em đợi. Minh, tôi định không đến dự, nhưng tôi cũng sắp sửa đi xa rồi. Tôi nghĩ mình gặp nhau một lần này để từ tạ chắc không làm phiền nhau đâu. Minh, đừng nói.
những lời cay nghiệt đó. Chỉ một lần thôi, xin trả lại cho cô nỗi sống bình yên của một đời con gái, và trả lại cho cô bao nhiêu mộng ước tươi đẹp nhất trong đời. Xin cảm ơn cô, xin cảm ơn tình yêu ngắn ngủi tựa chim bao, tuy đau đớn nhưng vẫn còn mang ít nhiều kỷ niệm. Minh, chừng nào anh đi? Cũng không còn lâu đâu. Bao giờ anh trở lại? Chắc không bao giờ trở lại đây nữa. Không bao giờ nữa. Trời ơi, như vậy là mình chỉ gặp gỡ buổi này thôi, rồi nghìn trùng xa cách, đôi phương sầu dịu vợi. Mình, anh không hiểu được em. Không, tôi hiểu con nhiều lắm, và tôi cũng hiểu rằng mình không thể sống hạnh phúc với người ta. Mình, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Xin cô hãy để cho tôi được nói những lời lẽ muộn màng để xoa dịu nỗi đau xót. Dù sao cô cũng đã quay lưng chối từ quá khứ, bỏ lại tình yêu xưa nhạt nhòa như sương khói, bỏ lại người khách tình suy lòng triều nặng. Cho tôi được nói lên lời từ ta sao cùng, rồi thôi mình xóa bỏ cho nhau những gì trong kỷ niệm khi cô đã theo chồng khoác áo du quy. Còn gì nữa đâu mà tiếc tình cùng gia quyến, xin cầu chúc cho cô hạnh phúc bên chồng. Mình, anh không hiểu được em. Em vẫn còn yêu anh mà. Em lấy Trường chỉ vì, chỉ vì cô cho rằng tôi không thể đóng vai một người chồng tạm bợ. Không, không phải vậy đâu. Em lấy Trường gì? Được sống đời hạnh phúc. Sương, có thật như thế không hả em? Tại sao em lại đóng một vai trò hy sinh vô lý, rồi mai đây sống giữa cảnh gia đình không êm ấm? Em làm sao tìm được hạnh phúc của tình yêu? Không, Sương, trong tình yêu không có sự hy sinh, vì như thế chỉ làm cho mỗi người thêm khổ. Đậm màu xanh trong ánh mắt tâm hồn. Biết làm sao được nữa hả anh? Em không muốn làm một người chỉ sâu xa hèn mọn, nỡ đi tranh giành tình yêu em gái để nó tuổi buồn khóc dở một đời xuân. Không thể được. Sương, bây giờ phải có cách nào mới được em à? Không cách nào nữa đâu anh, đã trót lỡ rồi. Em có nói ra điều này chỉ mong anh hiểu rõ lòng em, chứ đừng nghĩ em là một con người bội bạc. Anh đã hiểu, và chúng ta không thể nào chia tay vô lý như thế này. Anh phải đi tìm, anh phải đi tìm bác để phân bày mọi lẽ. Không, đã muộn rồi Minh ơi, muộn rồi. Ta không còn níu kéo gì được nữa đâu. Nhưng mà em gian anh, em gian lại anh. Em không muốn anh Trường phải khổ, tội nghiệp anh ấy. Anh sẽ nói thẳng với anh ấy. Anh tin rằng Minh, nếu thương em, hãy cố gắng quên em đi. Quên em đi, quên đi Minh à. Chúng mình rồi Minh ơi. Thank you.
làm lễ rồi đó. Trường ơi Trường, ủa cậu Minh mới tới hả? Dạ thưa bác, cháu đến cũng hơi lâu rồi. Thôi ở chơi lát nữa lai ra với tụi nó ha. Dạ thưa bác, cháu muốn nói. Muốn nói gì chút nữa nói sao ha. À Sương. Dạ. Thằng Trường đâu rồi? Dạ ảnh vừa mới đây mà. Kêu réo ôm sòm từ nãy giờ có nghe tiếng nó đâu. Thôi để tao đi kiếm coi nó ở đâu nha. Ủa ông ơi, ông sao kỳ vậy nè? Cái gì mà kỳ? Chưa gì mà cái miệng bà bài hải bà la giống như là nước nóng đổ trong người bà vậy là sao à? Thằng Trường nó đâu rồi? Chắc nó đi ra đầu hẻm đứng nó đón bạn bè nó chứ gì. Bà ra ngoài kêu nó vô á. Không, nó đi luôn rồi. Bà sao mà giỡn hoài à? Già rồi nha, ăn nói gì phải giữ mồm giữ miệng đó chứ. Tôi nói thiệt mà, nó đi luôn rồi. Má nói gì vậy? Nó cởi bộ đồ chú rể, nó máng trên đó, rồi xách vali nó bỏ đi. Tôi để thơ lại nè. Anh đi đâu? Làm sao má biết? Khi má lên trển thì nó đã đi rồi. Nè, nè, con đọc thơ, coi con nó viết gì trong đó. Trường, anh bỏ đi đâu? Tại sao anh lại làm như vậy? Trường ơi, sao anh không nghĩ tình sâu đậm? Bao năm tháng sống chung cùng, anh đi không nói một lời, cũng không tự tả một ai. Em biết phải làm sao đây? Má cũng không biết tại sao cơ sự xảy ra thế này, hay nó có chuyện thiệt lòng mà không thể nói ra. Trường ơi, sao anh đành đoạn bỏ rơi em khi áo cô dâu em mặc chưa phai mùi thơm dài mới? Sao anh đã rời xa căn nhà cũ để em mòn mỏi đợi trong lòng luôn ngần? Thơ xem anh ấy viết gì. Anh ấy viết những gì trong đó? Phải đôi Sương à, con hãy mở thơ cậu ấy ra đọc thử coi. Sương, trước tiên anh xin lỗi em vì anh đã bỏ ra đi đột ngột, nhưng không còn cách nào khác hơn được nữa. Khi anh
anh biết lòng em dần thành thật yêu. Thì thôi, anh xin trả lại tình em, để ba chúng ta không ai kẹt trong hoàn cảnh khổ. Anh ra đi dù ở một trời xa lạ, lòng vẫn hằng mong em hạnh phúc vuông tròn. Ôi, đẹp làm sao một tấm lòng cao cả, một nghĩa cử hy sinh của người trong cuộc. Trường ra đi tìm chọn cho mình một lối thoát, dù anh ấy biết lòng mình đau đớn khôn nguôi. À, xin lỗi, tôi vừa băng ra phi trường nên anh hơi trễ. Ủa, à, chú rể đâu rồi? Lặn rồi, lặn sâu lắm rồi. Ước gì ông cũng lặn được kiểu ấy giùm tôi để tôi nhờ. Ba, anh Trường đi rồi ba. Đi rồi, nhưng mà đi đâu? Không biết nữa, nhưng anh ấy đi luôn rồi. Nó biết con Sương với cậu Minh còn yêu nhau, nên nó không muốn đóng một vai trò tạm bợ. Đúng, nó xử sự như một người quân tử. Bác, Lệ đã lên phi cơ rồi hả bác? Rồi, phi cơ vừa cất cánh, bác vội vã về đây ngay đây cháu. Ba, ba nói gì? Lệ, Lệ đã về bên ấy rồi con à. Lệ đã về bên ấy. Ba, tại sao ba không cho con hay? Nó dặn ba nên giấu con, chừng nào nó đi rồi đó hãy cho con biết. Nó nhắn ba nói lại với con rằng nó không có đau khổ gì đâu, và nó khuyên con nên yên tâm hưởng hạnh phúc với thằng Minh. Trời ơi, em gái của tôi. Thôi bây giờ mọi việc ngã ngủ rồi, rễ đu đủ đứt dây, rễ điên điển mới mọc lên, ở chúng ta vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ. Ông không còn thắc mắc gì tôi chứ? Còn một điều tôi hơi lo là sao lâu quá ông chưa chịu lặn. Đừng nôn nóng, thời gian cũng không còn lâu nữa đâu ông à. Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ dù sao chúng ta cũng là những người quân tử mà. Phu nhân, là bà đó. Nè, dọn bàn lên đi, rồi hai người chồng cùng ngồi uống rượu với một người vợ. Sương em. Anh Minh. Sương. Dần trăng cho đôi tình nhân, dần trăng dấu xa tuy xa mà gần. Dù trăng trên chiến đấu non hay còn mong mến bên hồ, trăng vẫn về tỏa sáng lòng son. Cứ như dần trăng yêu thương mộng, dâng lối